là chương trình mà hầu như tất cả được giới Việt Nam mình, anh chị em xem truyền hình đều yêu thích cái chương trình này, vì cái độ hot của nó và chương trình cái tính tính của nó trong giới doanh nhân thì ai cũng yêu thích cái chương trình Sắc Tăng hết. Và chị là một trong những người gọi là chốt deal triệu đô do và được xác Hùng Anh đã được chốt chốt deal và đầu tư, và mình vô cùng là vinh dự. Sáng nay chúng ta sẽ được đón chị Lê Ngọc Thu Trang, là chị là CEO của nhãn hàng JCB là mình vừa đang nói sau đây. Và sản phẩm này vô cùng hot, vô cùng gọi là vô cùng nổi tiếng, cũng như là cái độ mà phủ rộng của nó đã được nhờ chương trình Sắc Tăng là đã quảng cáo rồi, thì hôm nay chúng ta lại sẽ cực kỳ vinh dự là chúng ta sẽ được đón chào cái sản phẩm đó về team của mình do mentor Đỗ Ánh đã gọi là rất là quan tâm đến chúng ta, là biết những cái sản phẩm nào vô cùng hot và biết là đại lý chúng ta đang bí sản phẩm nào. Và ngay lập tức mentor Đỗ Ánh đã liên hệ ngay được với chị Lê Ngọc Thu Trang là CEO của nhãn hàng JCB, là nhãn hàng keo ong của mọi người mà gọi là cực kỳ hot hit. Khi nói đến sản phẩm này thì là chúng ta sẽ rất là nóng lòng để được gặp ngay cái CEO của nhãn hàng này, xem là tại sao sản phẩm này nó được một gọi là cắt sát ở trong chương trình Sắc Tăng á, gọi là tranh giành để được gọi là hợp tác kinh doanh cùng với sản phẩm này ha mọi người. Thì mình sẽ thông qua một mình sẽ trước khi mà được chúng ta được giao lưu với chị Lê Ngọc Thu Trang thì chúng ta hãy thả thịt nhộng bông nhiều hoa để cho chị Trang sẽ thấy được cái phòng phòng dung của chúng ta nóng lên, để chị sẽ gọi là chị sẽ chia sẻ hết toàn bộ những cái bí kíp cũng như là những cái USP sản phẩm, tại sao là cái sản phẩm này nó đang là hot trên thị trường và cũng là muốn chạm đến cho đại lý chúng ta bán cái sản phẩm này nó như thế nào cho nó hiệu quả. Thì mình sẽ thông tin một chút xíu cho mọi người cùng nắm được thông tin của chị Lê Ngọc Thu Trang là CEO cũng là đại diện cho nhãn hàng PDP JCB mọi người ha. Chị Lê Ngọc Thu Trang là CEO cũng như là founder của công ty JCB. Chị cũng là CEO của nhãn hàng công ty JC Coffee. Chị sinh năm 1981. Chị là tốt nghiệp đại học ngoại thương khoa kinh tế đối ngoại, và chị cũng là du học thạc sĩ khoa tài chính của đại học Central Queensland của University tại Sydney. Chị đã tham gia các kinh qua công việc công tác của các nhãn hàng rất là lớn, giống như là chị là trưởng giám đốc của xuất nhập khẩu và kế hoạch sản xuất tại công ty dầu thực vật Thái Lân. Dầu thực vật Thái Lân thì nó không có xa lạ gì với người dân Việt Nam đúng không mọi người? Và chị cũng là giám đốc quản lý của khách hàng của Premium của ngân hàng SHBC. Và chị cũng là người thành lập và điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn mật ong JCB. Ngoài ra chị còn là điều hành của công ty của JCB nữa. Và có một cái câu của những người gọi là người thành công của mọi người, thì là chị có phương châm sống của chị là người thành công là người tạo những bước bậc thang giúp cho người khác bước lên. Khi mình nghe câu phương châm sống này này là mình sẽ nhớ ngay đến chủ tịch Nguyễn Hữu Sơn đã nói khi mà chị đại lý gọi là chị mentor Mai Hậu á, thì tại là người thành công nhất tại Rugby là mentor 12 sao, thì anh đã trao đổi với chị Mai Hậu là với Mai Hậu là Mai Hậu muốn hỏi là anh em muốn thật thành công cũng như là thật nhiều tiền thì em bằng cách nào giúp đỡ, thì là giúp đỡ như thế nào. Thì là CEO Nguyễn Hữu Sơn đã nói với mentor 12 sao Mai Hậu là muốn mình là người thành công, muốn mình trở thành người giàu có thì mình phải giúp đỡ thật nhiều người. Và câu của phương châm sống của chị Thu Trang cũng đúng nối gót của những người thành công hả mọi người. Mình muốn thành công thì mình hãy giúp đỡ thật nhiều người thành công. Đó là phương châm sống của chị Lê Ngọc Thu Trang. Mọi người ơi, chúng ta đã thấy phòng dung, đã thấy được những nội dung mà mình vừa chia sẻ đã nóng cho mọi người. Nóng thì chúng ta hãy thả thật nhiều bông, nhiều hoa để mình sẽ mời ngay sau đây chị Lê Ngọc Thu Trang là đại diện cho nhãn hàng PDP của JCB sẽ lên chia sẻ cũng như là hướng dẫn cho chúng ta nắm được cái USP sản phẩm để chúng ta tự tin chọn cái sản phẩm này là sản phẩm phễu để chúng ta mở phễu trong quá trình kinh doanh không mọi người ha. Dạ rồi, phòng dung đã nóng rồi, em xin mời chị Thu Trang ạ. À, trước tiên thì chị xin chào, Trang xin chào tất cả nhà mình. Cảm ơn MC Thanh Minh đã nói cho chị những cái lời mà chị nghe mà chị rất là xúc động á. Tôi nghĩ là từ đó giờ mình kinh doanh rất là nhiều, gặp rất là nhiều bạn và cũng như là training khá là nhiều. Nhưng mà ngày hôm nay tự nhiên nghe các bạn giới thiệu xong, tự nhiên Trang cảm thấy là mình phải nỗ lực hơn nữa để xứng đáng với những cái tình cảm của các bạn. Trang xin chào anh Đỗ, cảm ơn bạn Hồng Anh đã chia sẻ mục tiêu. Bản thân chị cũng xem lại là những mục tiêu của chị đã có đạt được chưa.
Thì ngày hôm nay Trang xin phép cả nhà là mình sẽ học về sản phẩm thiệt là chi tiết ha. Thì trong cái buổi hôm nay thời gian ngắn thôi, nhưng mà Trang ước mong á là nếu các anh chị tập trung cao độ á, thì ngày hôm nay Trang sẽ biến các anh chị trở thành một chuyên gia về lĩnh vực keo ong. Trang chưa chắc dám chắc là các anh chị sẽ bán được sản phẩm thật là nhiều, nhưng mà trước khi, theo quan điểm của Trang á, thì trước khi mà bán được sản phẩm, chúng ta phải là một chuyên gia trong một lĩnh vực đó. Để làm gì các anh chị? Để thứ nhất chúng ta trở thành một người hiểu biết để giúp đỡ được cho những khách hàng của chúng ta trước đã, và thứ hai là chúng ta đủ kiến thức để chúng ta công tâm khi mà chúng ta nói về sản phẩm của mình và tránh những cái sự thiệt hại cho người tiêu dùng. Và bản thân chúng ta, khi chúng ta có kiến thức rồi, chúng ta sẽ tự hào về bản thân mình. Thì đối với sản phẩm JCB, khi mà Trang kinh doanh nó, Trang có một mục tiêu mà Trang nghĩ là nó khá là lạ so với những người kinh doanh đó, đó là Trang muốn những đối tác của Trang á bán sản phẩm này mà phải thật là hạnh phúc. Nghĩa là chúng ta kinh doanh và chúng ta đi kèm với một cái niềm vui, niềm tự hào. Thì xin phép cho Trang được share cái màn hình slide về sản phẩm để mà bắt đầu luôn nha cả nhà. Thì cả nhà đã nhìn thấy cái màn hình rồi đúng không ạ? Các anh chị thân mến, thì trước tiên á, Trang cảm thấy thời gian của anh chị, tình cảm của anh chị, lòng tin của anh chị là vô giá, nghĩa là nó quý nhất. Và Trang rất là Trang đắn đo, Trang nghĩ là nếu mà sản phẩm mình không tốt thì mình không nên chia sẻ gì hết. Và thực sự ra trong vòng 5 6 năm nay, khi mà bản thân Trang sử dụng, khách hàng sử dụng và đọc rất nhiều tài liệu nghiên cứu khoa học, cũng như sản phẩm keo ong nó cực kỳ phổ biến ở các nước giống như là Nhật Bản, là Hàn Quốc nè, đặc biệt là ở Trung Quốc bây giờ là đang cực kỳ là gọi là nhu cầu rất là cao luôn á. Thậm chí là những công ty lớn về keo ong họ đang triển khai ở Trung Quốc rất là nhiều, và ở châu Âu nè, ở Mỹ nè, và các nước Nam Mỹ họ sử dụng giống như là một sản phẩm thực phẩm chức năng, nhưng mà lại giống như là thuốc, là một dạng kháng sinh tự nhiên, cái gì để thay cho thuốc kháng sinh. Thì Trang mới lục lại những cái review của khách hàng để Trang đọc, thì các anh chị thấy không, là đây là một khách hàng mua ở trên một cái trang thương mại điện tử thôi, và các bạn comment như thế này là sản phẩm thực sự tốt hữu ích. Khi có dấu hiệu khan họng hay ho nhẹ thì uống theo hướng dẫn là có thể hết ngay ha, rất nhẹ nhàng, người lớn trẻ nhỏ nhà tôi đều thích cái sản phẩm này. Rồi qua một cái dòng qua một cái nhận định khác nữa đây nè, các anh chị có thể đọc nhanh nè, thì mình gần như thoát khỏi kháng sinh, bố mình hóa trị về nhiễm trùng cũng cho dùng keo ong liều cao theo tư vấn mà khỏi, ông bị gan nên hạn chế được cái thuốc về hóa dược, sản phẩm giá tốt, giao nhanh đúng hàng. Đó là những cái mà mình cảm thấy là mình có động lực tiếp tục với các anh chị ha. Một số hình ảnh thực tế cho em chia sẻ với anh chị, một số hình ảnh thực tế này thì hình ảnh này nó hơi không có được đẹp á, cho em mong rằng các anh chị nhìn qua một cái này và các anh chị biết ha. Đây là cái vết thương của má Trang. Má Trang là một người bệnh tiểu đường các anh chị, và má Trang bị tai biến nằm ở bệnh viện Đại học Y Dược á, thành phố Hồ Chí Minh. Thì má Trang khi mà xuất viện sau 3 tuần thì cái vết loét của má nó ở mông như thế này, thì đó là một vết loét không quá sâu, và sau 3 ngày thì Trang bôi cái ong Trang thì kết quả nó ra như thế này. Thì biết tại sao Trang có những tấm hình này không các anh chị? Bởi vì là ngày thứ hai má ra bệnh viện, thì ngày thứ tư Trang phải đi làm, Trang không có vào bệnh viện thăm má được, nên Trang mới nhắn cho em gái Trang là một nữ tu ha, thì em đó mới tới chăm má. Thì khi mà Trang kêu là chụp hình lại cho chị thì em chụp cái hình này. Và sao Trang biết là 3 ngày, là bởi vì trên cái chat của Zalo nó lưu lại các anh chị, nó lưu lại là ngày thứ hai là Trang gửi hình này, là ngày thứ tư là em mới gửi cái hình này, và sau 1 tháng thì má Trang đã lành hẳn cái lưng. Và má Trang là một người bị tiểu đường rất là nặng, ngày nào cũng chích insulin. Đây là một cái vết thương của một bác ở ngoài Đà Nẵng. Thì bác này lúc mà bác đã nằm nằm và bị loét khoảng gần 10 năm á, ban đầu cái chỗ bác có nhiều vết thương lắm, các anh chị nhìn thấy góc dưới, anh chị thấy có một vết ở dưới nữa mà Trang cắt ra cho anh chị đỡ sợ, chứ chiếu hết lên các anh chị sẽ rất là sợ. Thì đây là cái vết ban đầu, và sau 2 tháng và sau 3 tháng, trường hợp bác này thì không bị tiểu đường, nhưng mà bác đã bị loét rất là nặng, và bác khá là lớn tuổi, năm đó bác khoảng 80 tuổi hơn rồi. Thì lúc đầu cái đây là một cái ca mà ở nhà thuốc Phước Thiện Đà Nẵng, các anh chị nào ở Đà Nẵng sẽ biết nhà thuốc Phước Thiện khá là nổi tiếng luôn. Thì cái bé này sau khi được học về keo ong xong bé bán, thì khi bé bán xong á, bé rất là sợ, bởi vì bé biết rằng đây là một khách hàng rất là thân thiết của mình, và gia đình của cái chú này á, cái người con của bác này đi mua, thì cái chú này cũng lớn tuổi rồi, cũng khoảng chắc khoảng
năm mươi mấy 60 rồi, thì cái chú này mới đến mua. À, bé này bé rất là lo lắng, bởi vì nhà bác nhà chú này cũng có bác sĩ, cũng có dược sĩ luôn, mà điều trị cái vết thương này hoạn quá hết, và tôi cứ mua những cái thuốc về vết thương, nên bé trình dược viên này mới giới thiệu cho ông. Thì bé này rất lo lắng, không biết là mua xong thì khách hàng này có chửi mình hay không, nên bé này đưa cho Trang ngay cái số điện thoại của cái chú này để Trang tư vấn. Thì Trang đi xuyên suốt cái case này luôn, cái trường hợp này luôn, các anh chị nhìn thấy ban đầu và 2 tháng và sau 3 tháng, thì chú này tên là Bùi Đức Hòa, là con của bác. Thì chú này sau này ở Đà Nẵng ai có bệnh hay là những người mà ở xung quanh mà ai có vết thương thì chú này đều tư vấn cho các sản phẩm này. Và chú này cho Trang số điện thoại, chú nói là khi mà con có khách hàng nào bị những vết thương á, thì con cứ nói khách hàng gọi cho chú để chú hướng dẫn cái cách mà chú đã làm, và chú cũng hướng dẫn Trang, chú cũng chia sẻ cách chú đã làm cho Trang, điện thoại cho chia sẻ với các anh chị nha. Thì mình đi vào sản phẩm anh chị, trước tiên các anh chị nên biết keo ong là gì. Dạ, keo ong nó thú vị lắm, nó đáng yêu lắm, nếu các anh chị biết nó, các anh chị sẽ cảm thấy biết ơn, trân trọng cuộc sống này, và rất là biết ơn ông trời đã cho chúng ta một cuộc sống và cho chúng ta rất nhiều giải pháp đến từ thiên nhiên mà có thể là chúng ta chưa nhìn thấy thôi. Các anh chị biết không, là Trang là một người rất là thực tế. À, một người có thể là khô khan luôn, bởi vì Trang cũng giống như bạn Sơn, chủ tịch của Jobby ấy, là đồng môn của Trang ở trường đại học ngoại thương. Và Trang cũng là một người gọi là nói chung là bề bên ngoài các anh chị nhìn thấy là cực kỳ thực tiễn, cực kỳ xông xáo, và là một người nói chung là lý trí, nên mà Trang không, thực sự bản thân Trang không có yêu thích cái việc đi bán những cái thực phẩm chức năng mà nó không có tác dụng rõ rệt, hoặc là nó chỉ dùng cho yên tâm thôi. Cái đó là Trang xin lỗi, Trang chia sẻ thật với anh chị. Nhưng mà đến keo ong thì nó là một cái sản phẩm hoàn toàn khác. Ở bên Brazil nó sử dụng trong bệnh viện, nó sử dụng trong tất cả các nhà thuốc, các anh chị biết không, tất cả những nhà thuốc hay là những cái cửa hàng. Mà ở Brazil thì cái luật về về kháng sinh nó rất là chặt chẽ luôn, nghĩa là chỉ có bệnh viện bác sĩ được dùng kháng sinh thôi, còn người dân họ không được dùng kháng sinh. Thì khi mà họ bị ho, viêm họng, cảm sốt hay bất kỳ một cái bệnh gì thông thường mà họ vào một cái nhà thuốc để họ mua thuốc á, thì 100% sản phẩm họ nhận được, cho dù ở dạng xịt, dạng viên, dạng sủi, dạng bột, dạng treo, thì thành phần chính của nó các anh chị mở ra đọc ở ngay cái nhãn của nó thì đều là keo ong hết. Đó là một cái sự bất ngờ các anh chị ha. Nghĩa là keo ong nó làm được rất nhiều cái. Thì keo ong nó là gì? Keo ong cái tên của nó là của cái được thành lập từ cái tiếng Hy Lạp cổ đại, và do nhà triết học Aristotle, là một nhà triết học cực kỳ nổi tiếng và thậm chí là ảnh hưởng cho đến thời hiện đại bây giờ, ông mới đặt cái tên là propolis cho keo ong. Thì các anh chị nhớ nha, propolis nó ráp được từ 2 từ là pro và polis, trong khi đó chữ pro có nghĩa là bức tường và polis có nghĩa là thành phố. Các anh chị thấy cái hình ảnh của một thành phố thời cổ đại á, là nó được bảo vệ xung quanh bởi bức tường thành, và bức tường thành đó là nơi gọi là quan trọng nhất của một thành phố, và nếu mà kẻ thù tấn công được vào bức tường thành đó thì họ sẽ chiếm được thành phố, khả năng cao họ sẽ chiếm được thành phố. Thì cái bức tường thành này phải rất là vững, và ở nhà nhà triết học Aristotle đã dùng cái hình ảnh bức tường thành bảo vệ thành phố này dùng cho cái ông đó làm một cái sự yêu quý và đánh giá, một cái sự đánh giá và thừa nhận là keo ong nó giống như một bức tường thành để bảo vệ sức khỏe cho anh chị. Bởi vì ngày xưa người dân mình không có thuốc nhiều, nên keo ong nó là một cái thuốc tự nhiên mà họ sử dụng, có thể điều trị vết thương, có thể ho, cảm sốt, những bệnh thông thường. Dạ. Thì làm sao keo ong nó làm được điều đó, thì chúng ta sẽ xem keo ong nó là gì trước nha các anh chị. Dạ. Keo ong các anh chị nhớ giùm Trang, các anh chị đang buồn ngủ, các anh chị cũng tỉnh ngủ, các anh chị nhớ giùm Trang chỗ này, bởi vì nếu mà mình là chuyên gia mà mình không biết được định nghĩa của sản phẩm thì coi như là xong rồi. Nên các anh chị phải nắm được cái định nghĩa sản phẩm là gì. Thì keo ong nó là hỗn hợp nhựa thực vật. Dạ, nhựa thực vật nha. Nó do con ong thợ thu thập về, trong quá trình nó đi lấy mật, nó sẽ ăn những cái nhựa đó và những cái dịch tiết ra từ chồi cây hoa lá, nó tổng hợp lại và nó trộn với protein và enzyme trong tuyến nước bọt của nó để tạo thành một cái chất dẻo dẻo, nên nhìn cái chất dẻo đó người ta nói nó là keo, rồi vì giờ nó dẻo. Và cái chất keo ong đó được dùng để sửa chữa này, để bảo vệ cho ong tránh khỏi vi khuẩn, virus, nấm mốc, và để bảo vệ những ấu trùng ong non. Dạ, các anh chị nhớ giùm Trang nha, keo ong đó là hỗn hợp nhựa thực vật được ong nó thu thập về, hòa trộn với protein và enzyme trong tuyến nước bọt của nó tạo thành. Dễ không ạ? Rồi, dạ, và cái chức năng của cái ong đó là, thứ nhất là để bảo vệ tổ ong tránh khỏi vi khuẩn virus, và nó cũng là một cái để mà hàn gắn những cái vết nứt ở tổ ong, bởi vì khi con ong thấy những vết nứt đó nó biết rằng là vi khuẩn virus và những con vật lạ sẽ thâm nhập qua chỗ đó, nên nó lấy cái ong nó hàn gắn lại để nó diệt khuẩn, diệt virus, và nó giúp tổ ong nó sống khỏe mạnh. Dạ.
Các anh chị lưu ý nha là vi khuẩn và cả virus ở đây không phải là trang nói thuận miệng, mà đây là cái gọi là cái profile, gọi là tài liệu khoa học của các ông, nó là như vậy nha. Đây là hình dạng của keo ong xanh các anh chị, keo ong xanh Brazil, các anh chị thấy nó màu xanh và nó nằm ở những, anh chị thấy những cái cửa tổ nè, bắt đầu nó lấy keo nó hàng lại nè đó, thì đây là cái dạng của keo ong. Thì người dân Brazil họ có kỹ thuật để khai thác keo ong, họ họ giả bộ là cái tổ ong nó bị nứt và con ong nó đi sản xuất keo ong về nó hàn gắn cái tổ lại, thì khi mà nó làm như vậy thì họ lấy ra xong nó lại tiếp tục hàn gắn lại, thì đó là cái quá trình mà để mà con ong nó sản xuất nhiều cái ong hơn. Thì các anh chị sẽ hỏi là ở lụy như vậy con ong nó có mệt không, thì nếu mà nuôi ong để lấy keo ong đó, thì người người nuôi ong phải đảm bảo là con ong đó được ăn mật ong, được đầy đủ về nguồn dinh dưỡng để nó mới có thời gian nó đi nó lấy keo ong nhiều. Đó là nguyên tắc nguyên lý về nuôi ong, bởi vì gia đình Trang cũng xuất thân là gia đình nuôi ong từ năm 1975, khi bố mẹ di cư từ ngoài Bắc vào Nam rất là khổ đó, thì bố mẹ mới mới nuôi một ong để là cái một cái kế sinh nhai. Thì nhà Trang cũng là đơn vị xuất khẩu mật ong và xuất khẩu sữa ong chúa lớn nhất Việt Nam trong những cái giai đoạn trước, và bây giờ Trang trở thành những cái đơn vị thu mua lớn của Việt Nam về mật ong các anh chị ha. Trang hiểu được cái cách nuôi ong như thế nào dạ. Và đây là ba loại keo ong phổ biến ở Brazil và các nước các anh chị ha. Thứ nhất là chúng ta nhìn thấy cái màu đỏ đỏ ở đây, nó gọi là keo ong đỏ. Kế là keo ong nâu và keo ong xanh dạ. Thì thành phần dược tính của cái ong nó gồm gì? Các anh chị sẽ thấy thú vị chỗ này ha. Đây là những cái chức năng được những cái tài liệu khoa học họ nghiên cứu lâm sàng và họ viết trên những cái trang cho những nhà khoa học. Chứ không phải là cái này là do một ai đó viết ra. Và các anh chị thấy rằng thành phần dược tính của cái ong nó gồm rất nhiều một số lượng lớn dẫn chất axit bicuramic và chủ yếu là atebelin C. Một số xin lỗi Trang bác lại cho các anh chị. Một số cái công dụng của nó ha. Cái ong nó có hơn 70 hợp chất quý và được cấp bằng phát minh sáng chế cho các nhà khoa học đã tìm ra nó. Và ở đây Trang muốn tóm lại một vài cái chất quan trọng để các anh chị dễ nhớ hơn thôi. Đó là về kháng khuẩn thì nó có một số những cái lọt cái chất ở dưới, các anh chị có thể chụp lại màn hình giúp Trang nha để mình tiết kiệm thời gian. Nó về kháng viêm. Và các anh chị thấy Trang Trang in đậm cho atebelin C ấy, là bởi vì chỉ có keo ong xanh Brazil mới có cái chất này thôi, và chất này là một chất kháng khuẩn kháng viêm rất là quan trọng, kháng virus kháng kháng khuẩn kháng virus rất là quan trọng của keo ong xanh Brazil, và chỉ có keo ong xanh Brazil mới có nha các chị, những keo ong khác không hề có luôn. Đã. Thì các anh chị thấy là kháng khối u nè, và các anh chị thấy bảo vệ gan nó có flavonoid. Flavonoid là một cái chất mà những keo ong khác họ cực kỳ quan trọng, họ đem cái này thành trở thành yếu tố cốt lõi để họ bán keo ong. Tuy nhiên keo ong xanh Brazil thì nó vừa có flavonoid và nó có vừa có atebelin C luôn, nên nó chúng đôi lúc các anh chị nghe ta nói à keo ong của tôi có rất là nhiều flavonoid, có thể là 5-6 gram ví dụ như vậy đi, mà keo ong JCB hay là keo ong Brazil nó chỉ có 3-4 gram thôi, nó ít hơn, thì các anh chị cũng đừng có nghĩ đó là đạt phản ánh cái chất lượng của mình, bởi vì là mình còn có atebelin C, mình có rất nhiều hợp chất nữa. Trên thế giới này keo ong xanh được mệnh danh là keo ong tốt nhất thế giới, một hồi chúng ta tìm hiểu tại sao nha các anh chị. Kháng khối u, bảo vệ gan, chống oxy hóa và tăng sức đề kháng. Thì bảo vệ gan, Trang có một cái chi tiết nhỏ Trang kể các anh chị nghe, là có một lần Trang vinh dự được vào nói ở bệnh viện Từ Dũ và trước mặt bác sĩ Thanh, là giám đốc bệnh viện, bác sĩ Thanh là cực kỳ nổi tiếng, là khó chịu và khó tính luôn á, ai nói một hai câu là bác sẽ đuổi ra nếu mà cảm thấy nó không hợp lý. Thì may quá là trong suốt buổi thuyết trình đó Trang không có bị đuổi ra, và bác Thanh lắng nghe từ đầu cho đến cuối luôn. Và có một chị bác sĩ đó, chị đến Trang hỏi là cái sản phẩm này là cái ong xanh thật sự đúng không em, Trang nói dạ. Cái chị mới nói là nếu là cái ong xanh thì cực kỳ tốt, bởi vì là trước đây chị cũng không hề nghĩ trên thế giới này có một cái thuốc này hay là một cái chất tự nhiên nào nó có cái tác dụng tuyệt vời như vậy đối với gan. Là bố của bạn chị á là bị xơ gan rất là nặng nha, cái này là chị từng thuật lại nguyên cái lời chị nói là xơ gan rất là nặng và nằm bệnh viện điều trị, đến lúc mà điều trị không còn cái hiệu quả tiến triển nữa thì bác sĩ mới trả về, bác sĩ nói là thôi về nhà cho bác nghỉ ngơi này kia. Thì cái chị này may mắn là chị có được những cái người bạn giới thiệu là keo ong xanh Brazil nó giúp cho gan rất là tốt, nên chị mới mua keo ong đó, thậm chí là chị mua từ bên Brazil luôn đó. Thì ba chị dùng vài tháng sau thì khi mà vô tái khám lại thì bác sĩ rất ngạc nhiên là cái gan nó có quá trình phục hồi rất là tốt, và bác sĩ khuyên là nếu mà cứ tình trạng như vậy thì có thể là bác sẽ được phục hồi gan gọi là rõ rệt luôn á, có thể là
không còn cái triệu chứng bị bệnh nữa. Thì chị này chị rất là tự hào, lúc đó chị mua ủng hộ cho Giang, nhớ là chị mua 5 lọ, chị nói là về chị tặng cho bạn chị đó. Thì chống oxy hóa và tăng sức đề kháng là rất là một cái chức năng mà keo ong hết rất rõ ràng. Các anh chị sẽ thấy được là một số hãng mỹ phẩm họ dùng keo ong để họ dưỡng da và để họ uống để mà giữ duy trì cái sắc đẹp của họ nữa, thì bởi vì nó chống oxy hóa rất là tốt các anh chị ha. Dạ. Vậy thì sao mà chúng ta nói là keo ong xanh basil là keo ong tốt nhất thế giới? Ở đây Trang nói là có giá trị thương mại cao nhất, là bởi vì Trang muốn nói là một cái sự thật hơn, nghĩa là tốt thì có thể người này nói là à tôi không biết tại sao nó tốt, nhưng mà thương mại cao nhất thì chắc chắn là keo ong xanh basil, bởi vì nó là keo ong đắt đỏ nhất thế giới các anh chị. Thứ nhất là thời tiết phù hợp, mình có ba lý do các anh chị ha. Thì ở đây các anh chị cũng vui lòng tỉnh hữu luôn, là bởi vì chúng ta biết được định nghĩa về keo ong xong thì chúng ta phải biết được là sản phẩm của JCB làm từ keo ong xanh Brazil, nên các anh chị cũng biết được là tại sao sản phẩm chúng ta đặc biệt để chúng ta tư vấn cho khách. Tới đoạn này là khách sẽ rất là thích nè. Thứ nhất là thời tiết của Brazil ở cái vùng sản xuất keo ong xanh nó cực kỳ phù hợp để sản xuất keo ong nha các anh chị, bởi vì thời tiết mà lạnh quá cũng không được mà nóng quá cũng không được, bởi vì là lạnh quá thì nó cứng, nóng quá nó chảy cái keo ong ra thì cũng rất là khó. Và cái thảm thực vật, cái thứ hai, cái điều kiện thứ hai này cực kỳ quan trọng nè, là cái thảm thực vật ở Brazil có hơn 300 loại. Trang nói 300 loại các anh chị không hình dung được là 300 loại nó nhiều như thế nào ha. Các anh chị chỉ liên đới và so sánh một điều thôi, keo ong của các nước khác chỉ có 1 đến 2 loại hoặc là 3, 4 loại là quá nhiều rồi. Còn ở Brazil nó là 300 loại, bị các anh chị tưởng tượng là rừng Amazon là ở Brazil. Nên đối với một đất nước mà cái hệ thực vật của họ được bảo vệ và nó hoang dã như vậy thì 300 loại thực vật là một trong những cái mà họ có được. Dạ. Trong đó cây ba charis. Rồi các anh chị nhớ cái từ này cho Trang, ba charis ha. Ở miền Nam gọi là ba, ở các miền thì gọi là cha đi. Đó, ba charis, các anh chị nhớ giùm Trang đi, ba charis. Rồi. Cái cây ba charis còn từ xa không cần nhớ, các anh chị nói là cây ba charis là ta hiểu rồi. Thì nó là cái cây mà con ong nó thu thập nhiều cái nhựa ở đó để nó về nó tạo keo ong xanh nhất. Cái cây này nó có cái nhựa màu xanh luôn các anh chị, và nó là một cái cây có thành phần dược tính rất là mạnh luôn, và nó sát khuẩn, nó kháng được virus, được vi khuẩn rất là tốt. Nên nó với cái việc mà hơn 300 loài thực vật cộng với một cái loại cây vô cùng đặc biệt là cây ba charis, thì keo ong xanh Brazil nó có phong phú hợp chất hơn rất nhiều cái ong khác luôn, nó vượt trội luôn các anh chị. Có nghĩa là khi mà phân tích về chất các anh chị, hồi một hồi Trang sẽ đưa cho anh chị một cái bảng so sánh, các anh chị thấy nó rất là nhiều luôn. Cái lý do thứ ba, mà cái lý do này Trang là người rõ rồi, Trang là người có kiến thức về nó nhiều hơn đó, đó là giống ong. Bởi vì ở Việt Nam khi gia đình Trang mà lai tạo giống ong để nuôi sữa ông chúa đó, thì tụi Trang phải có một giống ong khác đó, nên không phải nước nào cũng có thể làm được cây ong, bởi vì là cái giống ong nữa là giống ong ở Brazil là giống ong châu Phi lai với châu Âu, các anh chị nhớ điều này ha. Nghĩa là da trắng lai với da đen, chúng ta thành cái da nâu nâu đẹp đẹp ra, các anh chị nhớ vậy là được rồi. Nghĩa là ở châu Âu lai với châu châu Phi là giống ong đó, nó làm cho cái giống ong ở Brazil cực kỳ khỏe mạnh và có cái tính hoang dã, thích đi lấy cây ong về. Thì con ong nó phải có cái đặc thù đó thì nó mới sản xuất được keo ong các anh chị. Ong ở Việt Nam này tụi Trang sản xuất, tụi em Trang vẫn có keo ong, nhưng mà một tổ nó có chút xíu vậy nè, nên tụi Trang không có thương mại hóa nó được. Nên trong tương lai thì Trang có chia sẻ trên Shark Tank như các anh chị biết đó, là Trang sẽ cố gắng làm sao để đưa cái giống ong này về Việt Nam, Trang lai tạo và Trang sẽ làm thành cái thành công mới Việt Nam. Đó là ước mơ cực kỳ lớn, và ngày hôm nay khi Trang đến các anh chị cũng là những người giúp cho Trang đạt được những ước mơ đó. Dạ. Giúp cho Trang từng bước và Trang sẽ cố gắng nỗ lực hết mình để mà đạt được cái ước mơ đó nha. Thì đây là cây ba charis, nhìn nó rất bé nhỏ dễ thương, nó cây họ cúc thôi các anh chị, nhưng mà đó là một cây tạo nên cái ong xanh của mình màu xanh, và chính cái màu xanh của cái nhựa từ cây này đó là cái hợp chất atebelin C các anh chị, một bí mật nha. Ở những vùng khác cây ba charis không có mọc một cách phổ biến như vậy, nó thưa thớt thậm chí là nó rất ít, thì ở vùng đông nam của Brazil á là nó có cây ba charis này và nó có màu xanh. Dạ. Nhưng thưa các anh chị, thì Trang là một cái người thực tế và Trang nghĩ là tất cả các anh chị đều là những người từng trải, có kinh nghiệm và có kiến thức rất là rộng, nên chúng ta phải nói một điểm, chúng ta phải thừa nhận với nhau một điều rằng chưa chắc nguyên liệu tốt chúng ta có sản phẩm tốt. Cái đó là chúng ta phải có tư duy đó. Trang nghĩ đó là tư duy phản biện mà cần thiết để chúng ta tỉnh táo trong cuộc sống này. Thì Trang cũng vậy, khi mà Trang biết là cái ong xanh Brazil nó tốt, và bản thân Trang là người nuôi ong, Trang biết rằng keo ong nó là một cái sản phẩm tuyệt vời, bởi vì là nhân viên của Trang khi nó bị viêm họng, nó bị ho đó, nó lạc ra tổ ong, nó cạo miếng keo ong ở trên cái thành thành tổ á, xong cái nó bỏ vô miệng nó nhai nhai, nó ngậm ngậm là nó không khi nào bị viêm họng bị ho trơn, Trang biết cái điều đó. Nhưng mà
Cho em nói rằng là liệu là ở Brazil có cái ông xanh Brazil tốt nhất thế giới thì sản phẩm họ có tốt không? Bởi vì Trang là một cái người khắt khe với bản thân mình, hồi nhỏ đi học luôn luôn muốn là mình phải đạt kết quả tốt nhất có thể, thì khi đi làm Trang cũng muốn rằng là cái sản phẩm của Trang làm đó, các anh chị nó phải thực sự là sản phẩm tốt nhất có thể nha, tốt nhất đối với khả năng Trang, tốt nhất trên thị trường mà Trang đang làm, bởi vì đó là lòng kiêu hãnh của một người. Và Trang rất là xin lỗi bởi vì Trang có cái tính đó, Trang có một cái tính là có thể là tự trọng quá quá đáng, hoặc là cái sự kiêu hãnh trong con người mình về cái cuộc sống của mình á. Cho nói là chúng ta chỉ có một cuộc đời duy nhất thôi, một thân thể một cuộc đời duy nhất, thì phải sống một cuộc đời mà chúng ta mọi người phải mơ ước, sống một cuộc đời mà sau này chúng ta không bao giờ hối hận, nên Trang muốn làm sản phẩm tốt nhất. Và chính vì lý do đó Trang đi tìm hiểu là nếu mà chúng ta có nguyên liệu tốt thì chúng ta chưa chắc có sản phẩm tốt, thì Trang mới đặt câu hỏi với Abis ra là liệu họ có khả năng làm điều đó hay không. Thì rất là may mắn là trong 2 năm Trang biết cái ông trước khi mà Trang launch cả cái Trang đưa sản phẩm ra thị trường là hơn 2 năm các anh chị. Và trong 2 năm đó Trang chỉ dùng thử sản phẩm thôi, Trang dùng Trang test hết, Trang cho bạn bè Trang nhập về mấy lô hàng mẫu và Trang phát cho khoảng mấy trăm người bạn bè của Trang dùng thử. Và bản thân Trang đọc tài liệu nghiên cứu và Trang tìm hiểu về Abis Laura, thì rất may mắn là mình đã tìm được đúng người. Abis Laura nó là công ty lớn nhất thế giới nha các anh chị, lớn nhất thế giới về ngành keo ông xanh. Khi Trang mua một tài liệu báo cáo trong ngành từ một cái đơn vị quốc tế đó thì Abis Laura đứng đầu, thì họ nắm giữ trong tay mình một công nghệ gọi là EPPAF. Công nghệ này giúp cho họ sản xuất được keo ông ở một cái trạng thái là nó có nhiều hợp chất nhất có thể, và họ 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 làm cho cái keo ông của họ trở nên chuẩn hóa. Cái công nghệ này nếu mà các anh chị không nhớ được cái tên nó EPPAF thì các anh chị nói là đây là công nghệ chuẩn hóa keo ông. Bởi vì keo ông trên thế giới này nó sẽ có một cái điều bất lợi như thế này, nó là sản phẩm tự nhiên mà các anh chị hiểu rằng sản phẩm tự nhiên thì nó không có theo ý ai chứ, mà nó không thể nào mà chuẩn lúc mọi nơi mọi lúc hết, nên có những có cái công ty sản xuất những lô keo ông khác nhau các anh chị. Lô đầu rất là tốt nha, lô thứ hai nó bớt tốt, lô thứ ba nó bớt tốt, hay là nó sao đó, nên thị trường họ không chấp nhận được điều đó. Và Abis Laura là đơn vị đầu tiên trên thế giới họ 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 có cái bằng phát minh sáng chế một công nghệ là chuẩn hóa, nghĩa là tất cả keo ông chúng tôi sản xuất nó phải đạt cái tiêu chí này, thì họ phải có cái cách chiết xuất đặc biệt hơn và họ có được cái giải pháp và kiểm soát kiểm tra những cái hợp chất này trong keo ông của họ ha. Rồi cái công nghệ EPPF các chị nhìn thấy màn hình các chị thấy này, EPP là AF á. Dạ. Thì công nghệ này nó làm cái gì, nó giúp chúng ta làm cái gì, thì một trong những cái hợp chất quý trong keo ông là acetylene á, thì với công nghệ này nó giúp cho chúng ta chiết xuất được keo ông xanh, acetylene trong keo ông xanh gấp 300% so với những cái công ty khác cũng sử dụng keo ông xanh nhưng mà dùng công nghệ khác, công nghệ bình thường. Dạ. Thì 300% có nghĩa là 3 lần nha các anh chị, có nhiều các anh chị thấy 300% xong các anh chị nghĩ là 300 lần thì không đúng, 3 lần thôi, 3 lần là đủ nhiều lắm rồi. Thì các anh chị thấy trên biểu đồ là các acetylene tìm được trong keo ông của các đơn vị khác, và cái đường màu xanh là keo ông tìm được trong keo ông của Brazil và được sản xuất bởi Abis Laura. Yeah. Thì đây là cái bằng phát minh sáng chế, các anh chị vui lòng chụp lại cái màn hình này, hoặc là các anh chị ghi lại cái số này để các anh chị lên kiểm tra giúp Trang, bởi vì Trang muốn các anh chị tự kiểm tra, các anh chị sẽ thấy rằng Trang có nói cái gì sai không. Đây là bằng phát minh sáng chế của Abis Mora. Rồi. Trong 2 năm đó Trang làm gì? Trong 2 năm mà Trang nói là Trang biết cho ông xong, Trang ngồi Trang chờ, thì các anh chị biết em Trang đem mẫu cho bạn bè dùng, và bản thân Trang lúc đó Trang cũng không có dùng luôn các anh chị, Trang không có dùng luôn, mặc dù là cái một vị chuyên gia người Hà Lan, cái anh đó anh quý JCB vô cùng luôn, bởi vì anh thấy Trang đứng ở hội chợ, Trang giới thiệu từng chai keo ông và Trang bán hàng cho khách hàng một chai keo ông, một chai mật ong thôi mà Trang giới thiệu hơn nửa tiếng đồng hồ, cái anh mới nói là Trang ơi thôi Trang đi bán kim cương đi, hoặc là Trang đi bán Mercedes. Thì trong 20 phút đó với khả năng thuyết phục của Trang và với cái sự nhiệt tình của Trang, Trang có thể bán được kim cương thì Trang sẽ rất là mau giàu, và Trang đi bán chi chai mật ong cho nó khổ vậy. Thì anh này anh quý Trang, anh mới giới thiệu Trang là keo ông xanh Brazil là một cái lĩnh vực, cái ngành cực kỳ tốt ở Brazil, và những công ty đại gia ở Brazil là họ nằm trong ngành keo ông. Thì khi anh nói đến tiền bạc danh vọng á, Trang không có mãi mãi để ý luôn, bởi vì là lúc đó bản thân Trang rất là muốn cuộc sống an nhàn đó các anh chị. Trang là người phụ nữ bình thường, rất bình thường luôn, là Trang muốn mình được an nhàn, Trang không muốn rủi ro. Thì lúc đó ảnh nói vậy Trang cũng không có để ý, nhưng mà anh này rất là khôn, ảnh biết là Trang như vậy anh mới gửi cho rất là nhiều mẫu. Thì trong quá trình anh gửi mẫu, Trang gửi cho bạn bè và Trang giữ lại đúng 2 chai, một chai dày với một chai dày thôi các anh chị, Trang để trên cái kệ sách của con trai. Thì một ngày đó là Trang bị ho, Trang bị viêm họng, mà Trang đau cổ họng
giống như buổi tối đó Trang ngủ máy lạnh rồi Trang cũng nói nhiều, hội chợ Trang nói nhiều, thành ra cái Trang bị viêm họng rất là nặng. Thì sáng hôm đó Trang thức dậy, Trang lấy cái chai gạo này Trang xịt một lần, hai lần, ba lần cho cái miệng thôi, xong cái Trang đi đánh răng, đi đánh răng xong rồi Trang nghĩ mình đã làm trôi bớt cái ông rồi, nên lúc đó là Trang xịt lại lần nữa, Trang xịt lại lần nữa. Thì khi mà xịt lại như vậy thì tới chiều đến trưa đó Trang quên mất là mình đã bị viêm họng luôn các anh chị. Thì lúc đó Trang cầm cái chai cao Trang nhìn nó, đầu Trang nảy số ngay lập tức luôn, Trang có những ý tưởng liền, Trang nói trời ơi nếu mà con nít nó được cái chai cao này nó dùng thì có phải là cả cuộc, cả cái hành trình lớn lên của nó rất là dễ không, ngày xưa con mình chỉ bị viêm họng bị ho thôi mà mình chật vật khá đêm thì thức nó ho xong nó bị viêm họng rồi nó uống thuốc xong nó mệt nó quấy này tùm lum hết trơn, rồi Trang đưa bé nhà Trang đến bác sĩ và bác sĩ cho uống kháng sinh xong, các anh chị biết không là nó bệnh tới hơn 5 tuổi luôn. Và lúc đó bác sĩ nói với Trang câu vậy nè, là em cứ yên tâm qua 5 tuổi con em nó khỏe liền. Mình có Trang tin là đó là một cái quy trình tự nhiên của con nít, nhưng sau này Trang mới hiểu ra, Trang học nhiều hơn và Trang nuôi đứa thứ hai thì Trang mới hiểu ra câu nói đó là câu nói sai hoàn toàn luôn, câu nói đó là câu nói mà gọi là nhẫn tâm nhất của một bác sĩ có thể nói với một người mẹ như Trang. Thật sự một đứa trẻ nó có thể sống khỏe mạnh cái gì, nó khả năng của đứa trẻ nó ra, nó có hệ miễn dịch của nó rồi mọi thứ, nó nếu mà được bú sữa mẹ, nó được nuôi dưỡng đàng hoàng, nó không có phải bệnh tới 5 tuổi. Cái đó là khái niệm hoàn toàn sai. Và khi mà Trang nhìn cái chai này, Trang nói rằng nếu mà làm được cái chai này trên thị trường thì các bà mẹ sẽ không phải lo con mình bệnh tới 5 tuổi như Trang ngày xưa. Cái tuổi thơ của Trang nó quý, con nó quý lắm các anh chị, mình phải ôm ấp, mình phải nâng niu nó, mình phải mong nó đừng có mau lớn. Nhưng mà thằng lớn của Trang nó đẹp trai mà nó khỏe mạnh, khi mà Trang sanh nó ra nó rất là đã luôn, nó 37 50 và nó đã lắm luôn. Nhưng mà tại sao từ lúc mà nó bệnh lần đầu tiên mà Trang cứ ước ao rằng nó lớn nhanh đến 5 tuổi, trong khi đó Trang không dành thời gian để Trang tận hưởng tuổi thơ của nó, mà Trang cứ mong nó lớn ngày này, Trang mong nó lớn qua 5 tuổi Trang các anh chị. Đó là sự thật. Và Trang cảm giác mình có lỗi, tại sao mình cứ không mong con mình lớn mà mình không có tận hưởng thời gian đó. Nên Trang nghĩ nếu Trang thành công và cái việc mà chỉ xịt họng cho trẻ con mà khiến nó hết đau họng và hết viêm họng á, thì Trang nghĩ rằng đó là một giải pháp tuyệt vời luôn. Và khi đó Trang vượt qua khỏi cái vùng an toàn của mình, Trang mới về mình nhờ cái tình thương của một người mẹ nó đủ thôi thúc Trang, cho nói là Trang phải làm cái này, Trang làm cái này vì con nít Việt Nam này. Trang không biết là cái trước mắt mình bao nhiêu khó khăn, có thể Trang phá sản. Bởi vì các anh chị trong kinh doanh, nếu các anh chị nào học về mô hình kinh doanh, các anh chị làm coach, các anh chị làm mentor, các anh chị có kiến thức về kinh doanh, các anh chị sẽ hiểu rằng trong việc mà startup thì cái sản phẩm đó và là sản phẩm phải làm sao dễ kinh doanh chút, nó không được quá mới. Nếu mà nó mới mà phải phải giáo dục thị trường mà mất hàng chục năm á, thì điều đó là một cái thảm họa đối với một người startup. Có thể tuổi thanh xuân người đó trôi qua, tiền bạc mất mát và không thể nào thành công được. Nhưng mà lúc đó thời điểm đó Trang không biết gì về kinh doanh hết, Trang chỉ biết rằng Trang yêu cái sản phẩm này và Trang yêu trẻ con và Trang muốn cái sản phẩm này sẽ giúp trẻ con được. Nên Trang lúc đó Trang lao vào trong kinh doanh, các anh chị đã lao vào cái keo ong xanh này một cách điên rồ luôn, và tới bây giờ Trang vẫn thấy sợ mình. Thì các anh chị thân mến, các anh chị nhìn thấy trên bảng Trang đọc ha, Trang đọc tài liệu rất nhiều, đây là một trong những tài liệu Trang đọc. Thì cái ong màu nâu các anh chị thấy không, cái hệ tiếng Anh thì các anh chị mơ mơ hồ hồ chúng ta hiểu rằng à đây nó có rất là nhiều cái công dụng, thì kháng khuẩn kháng viêm này kia, nhưng mà cái ong nâu các anh chị thấy nó có 3 công dụng thôi. Trong cái ong xanh các anh chị đếm coi, nó nhiều và nó dài như vậy. Cái ong đỏ các anh chị thấy nó nhiều hơn cái ong nâu nhưng mà nó ít hơn cái ong xanh. Và trong cái đề tài nghiên cứu khoa học này nó có nghiên cứu về những yếu tố an toàn, cái an toàn sử dụng. Và ở đây cái hấp dẫn nằm đây, các anh chị biết rằng á là kháng sinh tổng hợp mạnh cỡ nào đi nữa thì nó chỉ làm một thứ thôi, đó là một là nó kháng khuẩn gram âm, hai là nó kháng được khuẩn gram dương. Nhưng keo ong nó làm được 2 thứ một lúc. Bởi vì sao? Keo ong nó là nó giống như là kháng thể của thực vật, các anh chị hiểu đúng là kháng thể của thực vật, và hơn 300 loài thực vật đó nó tiết ra những cái hợp chất sinh học hoàn toàn khác nhau. Và cái cây nó bệnh rất là nhiều bệnh khác nhau, nên cái hợp chất, những cái hợp chất sinh học trong keo ong nó vô cùng phong phú luôn. Nên người các khoa nhà khoa học này, họ không hề ngạc nhiên khi họ tìm ra được là keo ong nó kháng cả khuẩn gram âm và gram dương, họ không hề ngạc nhiên, chỉ có chúng ta ngạc nhiên thôi. Và nên các anh chị hỏi ai, hỏi anh chị là keo ong tại sao nó làm được nhiều chức năng, thì các anh chị có thể nhớ ra rằng là cái nhựa cây đó chính là kháng thể của cây tiết ra để bảo vệ cây. Khi mình lấy một cái vật nhọn mình cắt cái cây đi thì cái cây đó nó sẽ bắt đầu tiết ra những cái nhựa, những cái chất ngay chỗ cái vết thương của nó để nó bảo vệ cái vết thương đó không có bị nhiễm khuẩn và cái cây không bị thối rữa ngay chỗ đó. Nên con ong nó ăn những cái nhựa đó và nó ăn của hơn 300 loại thực vật khác nhau, nên cuối cùng nó tạo ra một loại cây ong rất là kỳ lạ, rất là phong phú về chất luôn. Thì mình kháng được khuẩn gram âm và gram dương. Nhưng các anh chị nhìn màn hình các anh chị thấy là gram positive có nghĩa là gram dương, còn gram negative nằm ở đâu đây, đó là gram, gram negative là gram âm đó. Và thậm chí luôn nó kháng được những virus, một vài chủng virus thôi chứ không phải tất cả các anh chị, trong đó có virus
hơn là dở lèo. Nên khi nào các anh chị thấy ai mà bị dở lèo, các anh chị cắt mi gumbo cho người ta thì có thể là nó khô liền trong vòng 1-2 ngày. Dạ. Rồi, đây là sản phẩm của mình. Đây, trên đây là sản phẩm của mình các anh chị. Thứ nhất bên màu đen là cái ông viên đậm đặc. Đây là vơ đét của cái ông là đậm đặc vô cùng luôn, là hoàn toàn là cái ông chiết xuất cái ông. Phía chính giữa nó là cái ông dành cho trẻ con, cái chai mà lúc mà Trang viêm họng đầu tiên Trang xịt đó là dành cho trẻ con 1 tuổi. Các anh chị nhớ em Trang 1 tuổi nha, cái điều này cực kỳ quan trọng, bởi vì Trang phải làm cho được 1 tuổi là khi mà đứa trẻ nó rời cái bầu sữa mẹ ra là cái hệ miễn dịch thụ động của nó từ mẹ chuyển qua chấm dứt, và lúc đó nó phải tự đề kháng, và khi đó nó bị rất là nhiều bệnh. Thì cái ông này là người mẹ đỡ đầu thứ hai của nó, là đi theo nó suốt cuộc đời để bảo vệ nó. Và cái ông màu xanh hộp xanh bên đây là của mẹ. Dạ. Thì chúng ta sẽ đi vào từng sản phẩm. Rất đơn giản, các anh chị chỉ nhớ vậy nè. Trong đây thành phần của nó là keo ong, và có thêm một vài cái hợp chất khác để giảm cái độ độ gắt của keo ong. Keo ong nó rất là khó chịu các anh chị, nên một cái điều hãnh diện của JCB mình là mình có R&D rất là kỹ, nên người dùng họ không quá khó chịu mà nó vẫn đảm bảo công dụng cho sản phẩm. Chứ những dòng sản phẩm keo ong khác đó, họ không biết, không, họ không hiểu được cái điều này, họ không có cơ thể của R&D á, thì keo ong cực kỳ khó sử dụng luôn. Thì keo ong xịt này nó có công dụng gì? Kháng khuẩn đường hô hấp, hỗ trợ phòng ngừa điều trị ho viêm họng ha, giảm đau rát, loại bỏ vi khuẩn. Thì cái hướng dẫn sử dụng đó là vậy nè, nó có 2 trường hợp sử dụng. Các anh chị còn với Trang không các anh chị? Các anh chị Trương. Thì nó có hai trường hợp sử dụng, và 2 trường hợp này Trang mong các anh chị nhớ ha, và các anh chị nhớ giúp Trang là các anh chị không được nhầm lẫn 2 trường hợp này. Thứ nhất là phòng ngừa, có nghĩa là xịt hàng ngày, nên đó là lý do tại sao mà khi mà bạn MC bạn Thanh Minh nói là đây là sản phẩm sẽ giúp chúng ta bán được nhiều thì Trang tự tin là làm được điều đó, bởi vì đây là sản phẩm dùng hàng ngày. Khi mà phòng ngừa anh các anh chị thì mỗi ngày mình xịt 3-4 nhát thôi là được rồi, để làm gì? Tiết kiệm tiền, nghĩa là sáng mình xịt, trưa mình xịt, chiều mình xịt thôi là được rồi. Còn còn ví dụ như khách hàng mình có tiền hơn, họ xịt có thể nhiều hơn, ok không sao hết, bởi vì sản phẩm này xịt nó không có giới hạn người tiêu dùng, bởi vì nó được thiết lập ra, nó được chế biến ra là để sát khuẩn đều. Mình có thể xịt lại 30 phút một lần, 15 phút một lần, không có giới hạn liều dùng. Cái hàm lượng của nó rất tự nhiên và an toàn, nên mình không có giới hạn liều dùng ha. Nếu mà là phòng ngừa thôi thì xịt 3-4 lần một ngày, mà trước khi dùng nhớ lắc đều dùng Trang ha. Xịt thì chúng ta xịt bên trái, bên phải, bên giữa, xịt đều hết vòng họng luôn. Nó không chỉ là cổ nha, nó là miệng, là răng nữa. Nên đối với trẻ con mà nó đánh răng không có kỹ á, các anh chị có thể khuyến khích phụ huynh là xịt hết cái miệng cho nó, để cái răng của nó không có bị sâu răng. Rồi. Khi mà đã bị ho viêm họng rồi thì nó không còn là câu chuyện đó nữa. Ở đây nó phải sử dụng liên tục, có nghĩa là khi mà rát cổ họng là xịt, rát cổ họng là xịt. Tại sao phải xịt liên tục? Bởi vì cái sản phẩm này được thiết kế để làm điều đó, nó diệt khuẩn theo từng lớp các anh chị, từng lớp nhẹ, rồi vi khuẩn nó suy yếu dần và nó hết hẳn. Thì đối tượng đó là cái chai này là chai người lớn, như đang nói chai người lớn thì trẻ em 2 tuổi trở lên, hoặc là trẻ em nào nó dùng được, nó ăn được kẹo cao su, nó ăn cay được thì dùng. Còn ví dụ như mà nó đến 10 tuổi nó vẫn không ăn được kẹo cao su, nó vẫn sợ cay quá thì vẫn dùng cái màu hồng của con nít nha các anh chị. Thì chống chỉ định là những người có dị ứng với sản phẩm của ông. Nếu các anh chị hỏi họ là trước bây giờ họ có sử dụng mật ong chưa, họ có bị dị ứng không, hay là phấn hoa họ có dị ứng không, nếu mà họ dị ứng thì các anh chị khuyên họ là nên cẩn thận với sản phẩm này bằng cách là xịt lên tay một ít, xong rồi ngửi, xong rồi lấy lưỡi liếm nhẹ một chút. Thì khi mà mình cảm thấy không có một cái biểu hiện gì thì ok, cái người đó có thể sử dụng được. Còn nếu họ bị đỏ lưỡi hay là bị tê lưỡi này kia là không. Mặc dầu là dị ứng về cao nó rất là hiếm, tuy nhiên nó có, và Trang xác nhận là nó có nha các anh chị. Rồi những người bị hen suyễn, phụ nữ mang thai, họ cho con bú nên hỏi kiến bác sĩ trước khi sử dụng. Bởi vì sao hỏi kiến bác sĩ? Có nghĩa là sản phẩm này sử dụng được cho những đối tượng này, tuy nhiên là mình tránh cái việc rủi ro, và khi mà họ mang thai hay là họ cho con bú thì họ có những cái thay đổi về cơ thể rất là lớn, nên mình cẩn thận. Các anh chị, đây là một sản phẩm dành cho người cao tuổi cực kỳ tốt. Và tại sao Trang đưa hình ảnh này lên? Bởi vì Trang là một người con, và khi mà ở xa nhà mình rất là lo cho bố mẹ, thì Trang luôn luôn để rất là nhiều cái ong ở nhà cho bố mẹ. Thì bố mẹ Trang có lần về nói là nhờ cái này mà bố mẹ lúc nào bố mẹ cũng khỏe, đỡ bệnh lắm. Thì lúc đó mình cảm giác đi mà làm tròn trách nhiệm của người con, Trang cũng muốn các anh chị làm sao tư vấn thêm để khách hàng chúng ta mua thêm cho ba mẹ ha. Thì đây là cái ong cho trẻ con, thì thành phần của nó thì nó sẽ khác chút xíu, bởi vì nó sẽ ngọt hơn chút, nó thơm hơn chút xíu, dễ sử dụng hơn chút xíu. Và nó y chang như vậy, là khi mà phòng ngừa thì xịt 3-4 lần trong ngày, còn khi mà đã ho viêm họng rồi thì xịt liên tục giúp Trang. Và đây là cho em 1 tuổi trở lên là xịt được luôn, đây là cứu cánh đó các anh chị. Lúc mà đứa trẻ nó bắt đầu nó ho, cơn ho đầu tiên hoặc nó bị viêm họng đầu tiên á, là cái thời điểm đó là điểm quyết định cuộc đời của con. Khi mà Trang nói như vậy các chị thấy quá đúng không, mà thật sự là như vậy. Lúc đó nếu mà ba mẹ rối lên thấy con ho, tại vì nó quá bé bỏng nằm trên tay mình như vậy,
quá nhỏ đi, mình quá thương đi, mà nó ho, nó sặc sụa, là nó bị viêm họng, thì ba mẹ không có kìm lòng được, thì thường thường á nó sẽ dẫn đến cái quyết định sai lầm là đưa tới bác sĩ ngay. Và bác sĩ họ cũng sốt ruột nữa, họ cũng lo cho mình nữa, nên họ cho uống kháng sinh luôn. Thì cái liều kháng sinh đầu tiên nó sẽ làm đứa bé như nè, là hết cơ thể, hết cái bệnh nó, nhưng nó làm cho cái đường ruột của bé và sức đề kháng của bé yếu đi. Sau đó khoảng chừng 2 3 tuần sau hoặc là 1 tháng sau, bé lại bệnh khác. Thì những bà mẹ họ đều không có hình dung được là cái bệnh này nó liên quan đến cái liều thuốc đầu tiên, cái lần bệnh đầu tiên, mà họ chỉ nghĩ nó tại nó cách xa nhau một chút nên họ không có hề có sự liên đới, nhưng đó là một cái hệ quả. Và sau khi lần bệnh thứ hai và bắt buộc nó phải uống kháng sinh nữa, thì tới lần bệnh thứ ba, thứ tư và cho đến 5 tuổi, giống như cái cô bác sĩ đó cũng nói với Trang vậy đó, nên nên cái chai này khi bé được 1 tuổi và xịt cho bé, thì các anh chị sẽ biết được rằng là mình đang bảo vệ đứa trẻ đó, và cái đó là cái niềm hạnh phúc trong Trang. Và Trang nghĩ những cái đứa trẻ nó sinh ra tại sao cho lên sắc tăng, quay lại câu hỏi là tại sao cho lên sắc tăng. Trang kinh năm mấy năm sinh Trang kinh doanh mấy năm trời rồi, Trang luôn luôn có lợi nhuận và công ty Trang làm khá là ổn, Trang chưa bao giờ nghĩ mình lên sắc tăng hết. Nhưng mà bởi vì cái keo ong này quá ít người biết, và mỗi ngày đều có những đứa trẻ sinh ra, và mỗi ngày đều có đứa trẻ nó bị viêm họng khi mà nó hết bú mẹ, thì Trang cảm thấy là mình có trách nhiệm, có lỗi lắm. Tại sao mình không thể nào mà bảo vệ hết các con được? Tại sao mình không đủ can đảm để mình bảo vệ ai hết? Mình không có dám làm gì hết. Trang không có muốn lên tivi tới ngày cuối cùng luôn. Ông xã Trang vẫn kêu thôi vợ ơi, mình cancel cái này đi, vợ chồng mình đâu có cần tới mức độ đó đâu. Đó, và Trang cuối cùng mà Trang quyết định lên là Trang ít nhất là Trang cũng an ủi bản thân mình là mình đã nỗ lực trong khả năng của mình để mình giúp cho những đứa trẻ nó lớn lên, nó có được cái hệ miễn dịch tốt. Và cái đứa con thứ hai của Trang á, Trang nuôi á, thì nó y chang câu chuyện Trang vừa nói với anh chị, là khi nó bị ho xong Trang xịt cho nó và nó hết viêm họng trong vòng khoảng 1 ngày, và sau đó là tới bây giờ luôn chưa một viên kháng sinh nào hết, và bé rất khỏe mạnh vui vẻ. Các anh chị nhìn thấy thằng bé, các anh chị thấy là nó là một đứa trẻ thật sự là hạnh phúc và vui vẻ, bởi vì nó được chơi đùa, nó được vọt cát vọt đất, xong rồi nó về được chăn rửa tay rửa mũi đầy đủ, xong rồi xịt keo ong, nên nó rất là ít bị bệnh nha. Rồi đây là thằng nhóc nhà Trang luôn, ví dụ luôn cho anh chị, tại Trang lúc đó nó mới có là 8 9 tháng thôi, hay là 1 tuổi gì đó, và Trang đưa cho cái ong vô cái là nó hả miệng ra ngay lập tức, nên anh này là một người mẫu mà Trang thuê không có tốn tiền nha các anh chị. Dạ đây là dạng mềm, dạng cái ong viên, cái ong viên dạng mềm ở trong đó nó hoàn toàn là cái ong, nó chỉ có một chút xíu là vitamin thôi, vitamin để làm gì cho cơ thể mình hấp thu được cái ong này tốt nhất. Thì đây là Verdet, nó hỗ trợ phòng ngừa điều trị rất là nhiều bệnh luôn, nhưng ở đây Trang chỉ ghi những gì mà Trang được nói thôi, đó là liên quan tới đường hô hấp nè, liên quan tới sức đề kháng và liên ảnh hưởng những gốc tự do, hay là quá trình lão hóa, hay là ngăn ngừa ung thư để phục hồi vết thương. Thì đây là những cái công dụng phụ ha, những công dụng về điều trị ho hô hấp hay là tăng cường sức đề kháng là công dụng mình khai ở trên cái bao bì. Tuy nhiên là cái ông nó rất mạnh về điều trị vết thương, giống như Trang đưa cho anh chị coi lúc đầu á, là Trang sử dụng cái ông viên này nè, thì người lớn ở đây á là sẽ sử dụng 2 viên 1 lần ngày 3 lần, trẻ em là 1 viên 1 lần ngày 2 lần thôi. Trong trường hợp mà bị bệnh nặng á, thì các anh chị gấp đôi liều lên. Các anh chị hỏi gấp đôi liều nó có sao không, thì Trang trả lời chị là không sao hết, bởi vì là đây là sản phẩm tự nhiên và cái liều của nó 12 viên một ngày là không sao hết, bởi vì bản thân nhà sản xuất và bản thân Trang cũng đã sử dụng rất là nhiều như vậy, và 12 viên đó là cái liều đủ để chúng ta có thể chữa bệnh. Ví dụ như các anh chị đang bị sốt nặng hay là bị viêm nhiễm rất là nặng, thậm chí là bị viêm phổi đi, thì phải dùng tới liều 12, chứ liều 6 nó không có đủ. Thì đây là cho trẻ em và người lớn, trẻ em từ 36 tháng tuổi trở lên và người lớn. Thì cái chống định chống chỉ định của nó cũng giống như vậy, là người nào bị mẫn cảm với sản phẩm của ông, hay là phụ nữ hen suyễn, phụ nữ mang thai hoặc là người hen suyễn thì phải nên hỏi kiến bác sĩ. Tuy nhiên là khi hỏi kiến bác sĩ rồi mà không có một cái bác sĩ mà hiểu về cái ông đó, thì các anh chị uống thoải mái ha. Đây là cái sản phẩm tuyệt vời cho bà mẹ mang thai nè, cho người hen suyễn luôn, và đặc biệt là những người phụ nữ sau khi mổ á, là cái vết thương nó lành nhanh, nó lành vừa nhanh vừa đẹp. Cho nói với anh chị chuyện này mắc cười, Trang cấm, Trang bị hư một cái răng mà Trang cấm Implant, thì cái bạn phẫu thuật cho Trang đó là tiến sĩ nha khoa, bạn đó là bạn thân của Trang luôn á, thì bạn đó mới nói là Trang anh biết đó là em rất là lì nên em phải uống kháng sinh cho anh, tại vì cái trong cái miệng á nó rất là dơ và nó rất là dễ nhiễm khuẩn luôn, và cái tuổi của mình là đã cũng là lớn rồi chứ không còn trẻ nữa, nên em phải sử dụng kháng sinh nha, không thôi là nó nhiễm trùng là khó cứu lắm. Thì Trang mới về, Trang cũng kêu nhân viên giúp Trang đi mua thuốc một bọc đầy. Sau khi Trang nhìn bọc thuốc Trang ngán quá, Trang mới nói là em ơi, hay là chị không uống nữa, chị uống cho ông thôi, bởi vì cái ông là điều trị vết thương tốt mà, tại sao mình không có dùng. Nhưng mà nhân viên nó cũng sợ, bản thân Trang cũng sợ là nhiều khi mình làm sao là bác sĩ có sao không. Nhưng lúc đó Trang 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 cảm nhận như anh chị, nếu nếu mà cái ông nó không đủ tốt để chữa vết thương cho Trang thì nó sẽ không đủ tốt để Trang bán, và nếu mà Trang có bị nhiễm trùng đi nữa, Trang có bị gì đi nữa thì đáng đời Trang lắm, bởi vì đây
bởi vì Trang bán một sản phẩm không đủ tốt và Trang cũng muốn test nữa, và đây là cơ hội hiếm hoi trong đời mình bị một vết thương mà nó dễ nhiễm trùng như vậy thì mình phải test. Nên nói Trang không uống cái kháng sinh đó luôn, và Trang đưa lại bật kháng sinh cho nhân viên xong Trang nói là được chị uống kẹo không, và các anh chị biết không, một tuần sau Trang đi tái khám lại, cái chị bác sĩ đó chị nói hai vết thương lành đẹp lắm em ơi, và tại sao mà em lành nhanh á, em lành là hơi bị nhanh luôn á. Thì sau này Trang mới nói lại cho cái người bạn Trang, bạn tiến sĩ của Trang, bạn nghe bạn nói trời ơi, tôi biết ngay là thế nào, Trang cũng lì mà, nhưng mà hay thiệt, nếu mà làm như vậy thì quá hay. Thì đó là một trong những cái dẫn chứng nha, mà cái vết thương của má Trang là một một cái ví dụ rồi, nhưng mà Trang vẫn rất là tò mò về cái ông anh chị, Trang vẫn muốn challenge lên mình, vẫn thử thân mình, thì đó là một lần Trang đã thử. Dạ các anh chị, cái ông viên dạng mềm này, cái flavonoid nó rất là cao, atobenzin nó rất là cao, nó đậm đặc vô cùng, nó có tác dụng tăng sức đề kháng, làm lành vết thương, kể cả vết thương người tiểu đường như các anh chị, cái này mới hay. Người tiểu đường các anh chị biết vết thương cực kỳ khó luôn. Dạ rồi hỗ trợ điều trị khuẩn HP nè, hỗ trợ điều trị viêm loét bao tử nè, sưng nướu răng, cảm cúm, giải quyết nhiệt miệng, ức chế tự tăng sinh của virus bên trong cơ thể. Các anh chị chụp lại giùm Trang cái màn hình này đi được không ạ, để các anh chị thấy rằng là những cái gì các anh chị thể tư vấn thêm cho khách đó. Ví dụ như một người một khách hàng mà họ bị một cái vết thương đi, thì các anh chị nếu mà các anh chị cho họ được cái cơ hội dùng cái ông á, các anh chị sẽ cảm nhận được cái hạnh phúc của Trang khi mà cái chú Bùi Đức Hòa đó, chú gọi điện thoại cho Trang, chú nói là bà lành hết ba cái vết thương trên người bà luôn con. Lúc đó hai nước mắt Trang muốn rớt xuống, và lúc đó hai ông xã Trang ngồi trên giường, Trang ngồi dưới đất, và lúc đó hai chồng đang đang cự nựng nhau. Nên nói mà chú gọi cho Trang xong á là Trang la lên, Trang hạnh phúc la lên, thì ông chồng ngồi trên giường nói là trời vậy hả em, vậy hả em, à, hai vợ chồng mình bây giờ là có tốn bao nhiêu tiền, có tốn bao nhiêu công sức mình cũng gắng làm cho thành công sản phẩm này nữa em. Thì lúc đó mình mới ức ông chồng mình lắm, mình nói ra nè, mấy năm chờ tôi làm á thì lúc nào anh cũng cản hết á, tại ông xã Trang là người cực kỳ muốn an bình, và anh nói rằng á, anh là người đàn ông có thể lo được cái gia đình nên em không cần làm gì cả, anh vẫn có thể là cho em có được nhà ở, có được xe đi đàng hoàng, không có giàu sang phú quý như người khác, nhưng mà chắc chắn là nó ok, nó ổn. Và cái lúc thời gian đó cho mấy nó là trong mấy năm trời tôi làm anh không có ủng hộ, bây giờ tự nhiên tới lúc mà được một cái thành quả mà giống như mình cứu được một bà lão vậy đó, hạnh phúc nó lớn như vậy, mình cảm thấy mình giống như một người cứu được một cái người già, thì ảnh lại nhào vô ảnh chia vui với mình. Dạ thì khi mà chà sản phẩm cái ông này á, Trang có một cách chà rất là lạ nha anh chị. Các anh chị biết là Trang ví dụ những nhà thuốc lớn ở ở tỉnh đi, họ không có biết về cái ông, và cái chú đó Trang nhớ là cái chú đó là những nhà thuốc Thái Bình ở Đắk Lắk, có anh chị nào ở Đắk Lắk thì biết nhà thuốc Thái Bình ha, là chú Túng. Cái nhân viên tới chào chú gạt phân đi, thì bạn nhân viên này bạn rất là khôn, bạn mới lấy cái chai cà ông ra, bạn bỏ vài viên cà ông vô một cái túi, xong đưa cho chú, nói chú ơi, à, nếu mà chú đi nhậu về mà chú có bị viêm họng, chú cắn viên cà ông mà chú ngậm, hay là chú bị những cái gì đó chú dùng này thử, như là sưng nướu răng hay là kia lúc các bạn. Nhưng mà rất là may mắn á, là xui cho chú mà may mắn cho mình là tối hôm đó chú thực sự bị một cái nướu răng nó bị sưng. Thế là chú cắn cái viên cho ông, chú đút vào cái chỗ đó, chú nhét vào cái răng chỗ đó, chú ngậm tới sáng luôn, thì nó bị nó xẹp lại hẳn cái vết sưng luôn, và nó giảm đau rất là tốt. Nên chú ngày hôm sau chú gọi điện thoại cho nhân viên liền và nhập hàng. Nên cái việc đi chào hàng cho CV nó trở nên vô cùng thú vị và đơn giản, nghĩa là tụi cha chỉ cần tốn mẫu thôi anh chị, nghĩa là để lại mẫu thôi là người ta dùng xong người ta sẽ nhập, kể cả nhà thuốc, kể cả bác sĩ ha. Dạ những câu hỏi thường xuyên của khách hàng khi mà sử dụng cái ông là gì, thì cha không biết trong quá trình mà Trang chia sẻ một cách tung tung các anh chị nhiều kiến thức như vậy, thì đây là thời khắc mà các anh chị hỏi Trang và mình ôn lại bài nha các anh chị. Trang nghĩ là mình mở mic ra hết luôn hay là mình MC ha? À, dạ rồi, vậy mọi người cả nhà mình đã nghe được cái USB của chị Trang cũng như những câu chuyện mà chị Trang mang đến cho cả nhà mình biết là tại sao mà chị Trang lại tâm đắc với sản phẩm keo ong như vậy, thì là chúng ta trong nhà mình đó, có ai mà còn thắc mắc hoặc là còn muốn hỏi kỹ hơn về sản phẩm thì chúng ta có thể bật mic lên để hỏi trực tiếp chị Trang nha mọi người nha. Dạ Trang có thấy câu hỏi luôn nè, nhưng mà Trang nghĩ là các anh chị bật lên mic luôn, mình trao đổi luôn nha. À, Trang đang cần. À, em thấy có câu hỏi chị Trang, có bạn Phạm Nhụ hỏi là bố mình bị ho lâu ngày không rõ nguyên nhân thì uống như thế nào? Dạ. Nhụ ơi, Nhụ có muốn gặp trực tiếp chị Trang không? Dạ chị Nụ Hay giơ. là Có, đây. Nụ giơ tay đây. nhỉ. À, À, chào dạ chị Trang. dạ chào chị. À, Dạ. em xin phép chị Chị Trang ơi, dừng chia sẻ để có thể thấy chị hiện hiển thị trên màn À, hình lớn đó chị. chị xin lỗi, chị xin lỗi. À, để chị ngừng chia sẻ. Ờ, chị ngừng chia sẻ là Trang thấy rồi. Dạ. Chào cả nhà. Dạ. À, vâng, chào chị Trang, chào mọi người ạ. Thì
Cha em hỏi là bố em ấy thì ông bị ho lâu ngày mà ông cứ đi khám xong rồi cũng uống thuốc ấy, nhưng mà em thấy là không hiệu quả. Bố em thì đi khám là cũng có bệnh đại tràng. Đó. Nhưng nó Dạ cũng chị đi khám thì nó cũng không rõ nguyên nhân. thì trong tại vì á cái ông nó là một cái sản phẩm phong phú về chất và nó là một cái dạng giống như là kháng thể tự nhiên của thực vật á, nên hầu như trong mọi trường hợp nó đều sử dụng được nha. Cái đó là mình xét về bản chất của nó thì nó thứ nhất là nó tăng sức đề kháng nè, ví dụ như viêm đại tràng là do vi khuẩn ở trong đó nó gây ra, hay là viêm nhiễm là do vi khuẩn. Thì nếu mà tại vì trong một lần Trang được cô giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Mai, là một người khá là hiếm hoi ở Việt Nam, nghiên cứu về cái ông, và cô đã học tiến sĩ ở Nhật cũng nghiên cứu về cái ông luôn, thì cô nói là viêm đại tràng hoặc là ung thư đại tràng là cái ông làm rất tốt. Nên ở đây Trang mới hỏi, Trang mới nhớ lại, thì Trang không dám nói là nó có thể làm hết, giải quyết hết vấn đề đó, nhưng mà chị cho bác uống cái ông hàng ngày á là cái sức khỏe bác sẽ thay đổi theo cái theo chiều hướng rất là tốt, kể cả những cái bệnh bác đang gặp. Ví dụ như là ho vài ngày đi, thì em khuyên khuyên bác á là sử dụng, ví dụ như trong khoảng 2 tuần đầu bác sử dụng cái liều cao đi, 10 viên, sau 2 tuần sau là bác sử dụng lại ít viên, 6 viên thôi. Thì khi bác sử dụng á, bác giúp Trang là bác đừng có uống trôi mà bác cắn cái viên nó ra luôn. Tại vì các anh chị biết sao, keo ong này nó có một cách dùng rất là lạ. Keo ong viên á, là khi mình cắn nó ra được á, mình ngậm vô á, nó sẽ tận dụng được cái đường đi xuống của keo ong, nó sẽ làm cho mình sát khuẩn nguyên cái vùng bên trong luôn, có thể là bác sẽ giảm ho nhanh. Và mình cắn xong thì mình lên sao không uống nước, giống như xịt luôn các anh chị, xịt xong là không uống nước nha, phải để 15-20 phút để cho nó sát khuẩn, chứ mình đừng uống nó trôi hết là nó không có hiệu quả. Nên nó chỉ cho bác cắn, ví dụ như là bác uống là 4 viên một 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 lần đi, thì bác uống trước 2 viên, bác uống nước trước 2 viên, xong còn 2 viên còn lại bác cắn, bác ngậm từ từ từ, thì cái việc ho với lại viêm đại tràng đó nó có thể là giảm đáng kể, hoặc là chị đi khám lại có thể nó hết đó. Nên thời gian sử dụng nó hơi lâu thôi, và cái mà em đang quan tâm là nó hơi tốn tiền cho chị thôi. Cái đó là em xin lỗi cả nhà. Trong thời gian tới Trang chính sách tăng, Trang cũng có nói với các chị theo dõi là Trang hứa là Trang sẽ làm giảm giá thành của keo ong xuống, bởi vì Trang thấy rằng trách nhiệm của doanh nghiệp nằm ở đó. Bây giờ là nguyên một con sản phẩm nhập từ Brazil về thì nó rất là đắt. Sau này Trang có thể nhập cái viên ở cỡ Brazil thôi, Trang sẽ đóng ở Việt Nam thì nó sẽ giảm được khoảng chừng 20-30% giá thành luôn các anh chị, thì nó sẽ ổn hơn cho thị trường. Dạ, em cảm ơn chị Nhụ, và em chúc là bác sử dụng á, chị cứ cập nhật cho em tiếp. Ví dụ chị cập nhật cả Trang ơi, bữa nay ông sao rồi, để cho nhóm mình cùng theo dõi chị nha. Dạ. Dạ, đấy, Vâng, cảm chị ơn. Trang Rồi, rất hôm là nay nhiều sẽ lên luôn. đây rồi. Cảm ơn chị Trang rất là nhiều. Hiện tại em nhìn thấy giá thành cũng là để dễ, tụi em đại lý tụi em đi kinh doanh cũng dễ rồi, nhưng mà chị Trang lại có thêm một cái tin mừng là chị Trang sẽ hạ cái giá thành xuống, thì thật sự luôn rất là vui mừng, để cho tại vì trong trong đại lý á, chị Trang nhiều sản phẩm hay, rất là hay, bản thân mình là đại lý mình tin được dùng rồi và mình được cái chiết khấu á, thì là mình thấy ôi mắc mới gì mình phải mua sản phẩm bên ngoài, nên là mình cứ mua sản phẩm trên Robby thôi là đã thấy là rất là tốt rồi. Nên là bây giờ thêm được cái phần giá thành mà chị Trang nói là trên chương trình sách anh chị nói, Trang nói là hạ cái giá thành xuống, thì thật sự là một tin vui, rất là vui, vì dạng như là trong chắc chắn là trong team sáng ngày hôm nay sẽ là cái sản phẩm mở phễu của rất nhiều đại lý, trong chắc chắn trong này là ít hiện tại đang có phòng dung 25 người, thì chắc chắn là sẽ là trải nghiệm của mình ha mọi người ha. Cảm ơn chị Trang rất là nhiều. Trong khung chat em chị Trang em có thấy là chị Hải Hằng Em và thấy bạn mà chị Hải Hằng có hỏi là con của chị Hằng 13 tuổi hay bị dị ứng thời tiết thì dùng ok không? Chị Hải Hằng ơi, chị có muốn mở mic hỏi chị Trang trực tiếp không chị Hải Hằng? cho em hỏi trước được không ạ? Rồi chị Huế. Chị Huế đang có con nhỏ nên chị Huế dành mic trước nha Rồi, chị. em có con nhỏ mà. Em chào chị Trang, em chào tất cả các anh chị ở trong phòng Zoom ngày hôm nay ạ. Em có con nhỏ mà chẳng, kiểu nó quấy quá, sáng nay lên mà vừa ôm nó mà vừa ấy mà nó cũng cũng bị ho ấy chị. Nó ho khan, cháu được 2 tuổi rồi mà cái sức đề kháng của cháu nó hơi bị kém á, chắc là do cũng có thể là em mổ hoặc là cái sử dụng thuốc tây khá nhiều ấy, thì nó dẫn đến đường ruột của cháu là nó đi viện thường xuyên luôn chị ơi. Và hiện tại là nó em ngủ đêm mà nó hay ho ho khan cái dạng mà mình nó cũng hơi bị lạnh lạnh một tí ấy, mà nó ho thì là em sử dụng cho cháu có tốt hay không, đấy là câu hỏi thứ nhất. Cái thứ hai nữa là em bản thân em là ngày nhỏ là em bị dạng như là nói là bị làm sao, bị cái gì mà giống như kiểu là nó cũng ảnh hưởng về cái hệ hô hấp á,
mà đến bây giờ em cũng không? bị dạng như bị ho ho khan đó chị. Em Ho uống, em thường xuyên phải sử dụng cái bổ phế chỉ khái lộ ấy, tại vì em cũng thử kênh qua rất là nhiều cái mà dạng như dành cho cái hệ hô hấp á, thực phẩm chức khan. năng ấy, nhưng mà nó kiểu là nó cũng không, nó cứ dùng thì nó hết mà không dùng thì nó hết, không dùng thì nó lại lại bị lại ấy chị. Thì là cho em hỏi là cái em nên dùng cái xịt hay là cái viên năng mềm đó để mình có thể là sử dụng được ạ? Trước tiên á là Trang nói lại về em bé nha, thì nếu mà bé bị ho khan, mà bé mấy tuổi rồi hơi Bé em là cháu được 2 tuổi và 11 cân ạ. 25 tháng và 11 cân. em phải chăm con thêm nha. Thứ nhất là khi tối ngủ là em phải giữ cho bé ấm chút xíu, em có ngủ máy lạnh không? Dạ, mùa hè thì em có sử dụng máy lạnh mà, nhưng cái mùa Được này ở không? Nha Trang là thời tiết nó hơi bị độc, bởi vì nó giao mùa mà nắng thì nắng suốt mà mưa thì mưa suốt chị ạ. À, em vậy thì em xịt cho bé hàng ngày cái keo ông màu hồng á, em xịt cho bé hàng ngày luôn để xem là, tại vì cái ho nó có rất là nhiều nguyên nhân, có thể là nguyên nhân nó nằm bên trong nữa, thì em xịt cho bé hàng ngày cái keo ông xịt đó. Và nếu mà được á, tại vì á không, em để cho bé 3 tuổi xong em cắt cái viên ra, em bỏ chút xíu mật ong cho bé, bé cứ uống mỗi ngày một chừng khoảng 4 viên là rất là ok thằng nhóc nha chị á, tại vì chị là nhà sản xuất nên thằng nhóc mà chị đã dùng keo ong viên á từ lúc nó 2 tuổi rồi. Cái nghĩa là tại chị biết nó an toàn, và chẳng qua là tại vì nó nuốt không được cái viên ấy, nên nhà sản xuất họ mới nói là không được cho trẻ em dưới 3 tuổi, chứ thật sự ra cái hỗn hợp keo ở trong ấy, là nó lành tính, nên chị cắt ra chị bỏ vô cái muỗng, xong rồi chị bỏ tí mật ong vô cho bé ăn. Thì thằng cu nhà chị á nó là đứa trẻ sanh non nha, nó sanh non tại vì lúc đấy không biết sao mà tự nhiên chị đau bụng sớm cái là đi mổ luôn, và xong cái thế là nó khá là yếu so với anh. Thằng anh là tuyệt vời về khỏe mạnh luôn, và cuối cùng là chị nuôi nó lại tệ đó, thì thằng này lại yếu mà cho hồi chị nuôi nó lại tuyệt vời, nghĩa là nó khác. Thì em cho bé thứ nhất là xịt họng hàng ngày, và tối trước khi ngủ cũng xịt luôn, đánh răng thật là kỹ nha, cái đánh răng nó quan trọng lắm, để cho con mình khỏe mạnh nó rất nhiều yếu tố chứ không phải là chỉ keo ong nha. Đó mình phải rất là công tâm, thứ nhất là ăn uống, em cho bé phải ăn đầy đủ tất cả các dưỡng chất nha, rồi em làm đủ kiểu hết miễn sao nó phải ăn được. Rồi cái thứ hai là em đánh răng thật là kỹ cho bé, và khi đánh răng xong em tối ngủ em phải xịt keo ong đều cho bé, cho bé ăn vô, và bé sẽ rất thích dùng cái ong. Đó là cái mà chị khuyên em dùng trước thôi. Còn nếu mà bé bị nặng quá, trong trường hợp mà bé giống như là bé bị mà em phải dẫn đứng trước cái ngưỡng là đắn đo uống thuốc hoặc là uống keo ong, thì em cắt cái viên ong giúp chị, cắt cái ong ra em bỏ vô mật ong cho nó ngậm thì nó sẽ ổn hơn. Và em cứ kiên trì như vậy, đừng có quá lo lắng nha, tại vì đứa trẻ nó sẽ có giai đoạn, quan trọng là dinh dưỡng của nó nữa, nên em cố gắng giữ cho con mình ở trong cái trạng thái là bé được có cơ hội hoàn thiện hệ miễn dịch. Bởi vì trước 3 tuổi mà mình can thiệp bởi thuốc nhiều hoặc là bé gì đó, thì bé cái vòng tròn miễn dịch của bé nó không có được hoàn thiện, thì cái đó là cái mối nguy trong tương lai. Tức là trong tương lai con gặp một cái dịch bệnh gì hay là con bị thì con rất là dễ bị bệnh đó, và con yếu hơn người khác, nên dưới 3 tuổi em nên cho bé có cái cơ hội được hoàn thiện cái hệ miễn dịch. Còn bản thân em á thì chị nghĩ là về em cũng ho khan giống như bé, thì cái dạng viên á em ngậm, em tiết kiệm, em không có mua dạng xịt đi, tại vì chị rất muốn tiết kiệm cho mọi người, nghĩa là xịt thì nó rất là tiện, nhưng mà nếu mà em tiết kiệm là em chỉ mua dạng viên thôi, và em cắn nó em ngậm thì cái việc ngậm xuống nó cũng giống chan xịt rồi, thậm chí nó đậm đặc hơn xịt, và em cũng làm cho cái việc là tăng cái sức đề kháng để em không bị dị ứng nữa, không bị dị ứng thời tiết, hay không bị những đó. Chị là người bị dị ứng thời tiết, bây giờ chị hết nè. Rồi đó chị đi làm HSBC á, làm cho văn phòng rất là đẹp, mà trời ơi suốt ngày tôi áp xì hết, ác xì rồi xong á tôi cứ khịt khịt hoài luôn, cái mũi khịt khịt, nói chuyện với khách cứ khịt khịt cái mũi hoài mà mấy năm trời như vậy, cái xong bây giờ hết rồi đó. Thì là chị nghĩ là như vậy ha, hơi gắng lên bảo vệ con như thế, đừng có lo lắng quá nha, ai cũng giống như em có những nỗi lo hết, nhưng mà chúng ta hiểu biết, chúng ta có phương pháp thì chúng ta sẽ giúp cho con mình được. Dạ, cảm ơn Huế. Em cảm ơn chị Trang, cảm ơn mọi người ạ. Cảm ơn cả nhà mình. Cảm ơn chị Trang rất là nhiều. Vậy là cái câu hỏi của chị Hải Hằng hỏi là con 13 tuổi hay bị dị ứng thời tiết dùng ok không ạ? Thì đã có câu trả lời của chị Trang rồi. Chị Trang đã nói chị Trang cũng là người bị dị ứng thời tiết đó. Thì chị Trang đã sử dụng keo ong để giải quyết triệt để chị Hải Hằng hơn. Chị Hải Hằng là tự tin cho con dùng cái sản phẩm keo ong mà chị Trang đã chia sẻ. Còn trên không chat mình có thấy một câu hỏi của bạn Tuyết Mai là men gan cao thì dùng như thế nào? Khách men gan cao thì dùng như thế nào? Nhờ chị Trang hỗ trợ câu trả À, lời cho bạn cái này cũng là một khách câu mời. hỏi mà Trang mới gặp luôn á. Thì trong cái profile của keo ong á là họ nói là bảo vệ gan, nói chung chung là bảo vệ gan. Còn men gan cao là có thể là do là mình
mình ăn uống này kia ha, trong quá trình sinh hoạt mình ăn uống nhiều cái mà gan nó không có thể là thải ra được thì dẫn đến men gan cao. Thứ nhất là mình phải coi lại cái chế độ ăn uống của mình, và việc bảo Trang nghĩ là dùng keo ong nó cũng là một giải pháp, bởi vì nó Trang, tại vì cái này là câu hỏi mà Trang chưa có tài liệu nào backup cho nó nên Trang không có dám nói liền. Nhưng mà theo 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 với những cái suy nghĩ thông thường của Trang là keo ong nó giúp cho mình, thứ nhất là tăng cái hệ miễn dịch của mình nè, nó giúp cho mình là trao đổi chất tốt nè, thì vấn đề về sử dụng bổ sung nó cũng là một cái giải pháp. Tuy nhiên là men gan cao thì Trang sẽ tìm tài liệu lại và Trang sẽ đưa lên group mình sau được không ạ? Nếu mà có thì Trang sẽ đưa lên. Dạ rồi, trên khung chat là mình thấy là sẽ không còn câu hỏi nào nữa. Thì là Ok. cảm ơn chị Trang đã chia sẻ rất là nhiều, chúng ta cảm thả thật nhiều bông nhiều hoa để cảm ơn phần chia sẻ của chị Trang ha mọi người ha. Và chúng ta sẽ đến tiếp theo cái phần gọi là hướng dẫn định hoạch định cái quá trình kinh doanh của chúng ta thế nào cho chi tiết cụ thể, thì chúng ta hãy chào đón mentor người dẫn đường lead của team mentor Đỗ Ánh. Xin mời mentor Đỗ Ánh. Ok rồi ạ. Đầu tiên thì cho anh gửi lời chào trân trọng nhất tới chị Trang, tới toàn bộ các anh chị em trong team đến giờ này vẫn còn ở trong Zoom. Thật sự là bản thân anh thì ngay từ đầu cũng đã một cái người mà rất yêu thích chương trình Shark Tank Việt Nam, và cũng rất ấn tượng với màn gọi vốn của chị Trang. Và chúc mừng là chị Trang đã có được cái kết quả rất là tuyệt vời, và quan trọng hơn nữa là chị Trang đã đến với được cộng đồng Dropy. Thì anh tin chắc là cộng đồng Dropy sẽ là một cánh tay nối dài để mà cái ước mơ của chị Trang vươn rộng và là hỗ trợ ta, đúng không ạ? Người Việt Nam của chúng ta sẽ có một cái sản phẩm rất là tuyệt vời để mà có thể sử dụng. Thì thực tế em cũng sẽ là một cái khách hàng trung thành, bởi vì là chị Trang cũng có thể nghe được giọng em. Thì em có một người bạn thì trêu em rằng là từ ngày em đào tạo nhiều đến bây giờ là em thay giọng các anh chị thay giọng ha, để mà thấy được là chị Trang có biết là cái tốc độ đào tạo của em á, là lịch là full là kín luôn. Ví dụ như là tối thứ hai rồi là sự tối trưa ngày hôm qua rồi là trưa ngày hôm nay thì cũng có lịch huấn luyện đào tạo luôn. Thì mỗi một cái buổi như vậy nó cũng rơi vào tầm khoảng 2 tiếng, và ngày nào ngoài ra thì còn gọi là mở rộng kênh phân phối rồi là hỗ trợ cho đội nhóm rất là nhiều. Thì rất là happy với cái câu chuyện là mình đã tìm ra được một cái người bạn đồng hành với mình, và ngay trong đầu mình đã nghĩ vào cái câu chuyện là mình sẽ có cái sản phẩm này và luôn luôn để ở trong túi của mình, để mà mình có thể là xịt bất kỳ lúc nào. Vì thực tế thì em có nghĩa là mà chị cũng nghe thấy giọng em rồi đấy đúng không ạ? Nên em đầu tiên là khi mà biết khi mà nhìn thấy chị ở trên Shark Tank Việt Nam và nhìn thấy chị được gặp chị ở đây thì trong lòng mình là một cái sự tự hào vì cá nhân mình lại có một cái cơ hội, đúng không ạ, được làm việc với những cái con người mà rất là xuất sắc là như vậy, và cũng rất tự hào khi mình có một cái nền tảng kinh doanh mà những cái dòng sản phẩm có thể là chất lượng giống như chị Trang nó rất là tâm huyết, đúng không ạ, lên kệ của Ropi. Thì chia sẻ với các anh chị ở đây một cái dòng sản phẩm mà các anh chị em mình cùng comment, đúng không ạ, là trong này thì ai cũng đều là đối tượng khách hàng tiềm năng hết, đúng không các anh chị? Ai cũng đều, bản thân hay cu cậu nhà anh cũng vậy. Thực tế thì chị Trang em là một cái bà mẹ mà ngay từ khi mà mới sinh ra con thì em sẽ thường say no với kháng sinh, thực tế là như vậy, và em rất là tôn trọng những cái biểu hiện trong cơ thể của con em. Có nghĩa là nếu như các bà mẹ khác khi mà con ốm sốt thì ngay lập tức là cho con hoặc là ho, đúng không ạ, cho con dùng kháng sinh, thì em lại rất là tôn trọng cái hệ miễn dịch trong cơ thể của con em đã. Và ngay từ khi còn nhỏ thì em rất là gọi là ưu tiên cái mật ong ấy chị, mật ong và tỏi á. Thì bởi vì cái lúc đó thì mình cũng không có nhiều cái kiến thức trong cái việc là tìm ra được những cái sản phẩm để hỗ trợ cho con mình. Thì thường là sẽ ví dụ như là con em mà chỉ cần hơi có một chút chớm ho thôi á, đúng không ạ, thì em cũng không vội vã này cho con đi dùng kháng sinh hay là hạ sốt cho con ngay, mà thường là sẽ sử dụng những cái phương pháp thuận tự nhiên như vậy. Thì đến bây giờ thì có thể nói là tự hào là hai cậu con trai nhà em thì gần như là không biết, gần như là rất ít khi biết đến kháng sinh, và ít khi phải đi viện. Nhưng mà từ cái lúc mà khi mà trên kẹo Ruby thì cũng có những cái sản phẩm mà giống như của mình á, nhưng mà với cái đặc điểm USP mà chị vừa chia sẻ thì em thấy nó có nhiều cái đặc điểm nổi trội hơn. Và không biết là các anh chị ở trong này thế nào, khi mà em nghe đến cái keo ong xanh á, thì bản thân em rất là tò mò vì mình cũng đã biết đến cái keo ong đó, nhưng mà mình cũng chưa biết thế nào là keo ong xanh, đúng không ạ, keo ong nâu hay là keo ong đỏ các anh chị, và cũng không không thể hiểu rõ được cái thành phần trong cái keo ong đó là như thế nào. Thì đầu tiên thì cũng rất là vui khi mà chị đã đưa một cái sản phẩm mà thực tế là anh chị em ở đây thì cảm nhận thấy tự hào vì nhờ cô Ropi mà mình không chỉ có một cái công việc kinh doanh thật tốt, tự hào hơn nữa là chính bản thân mình với vai trò là một người mẹ
đúng không ạ? Với vai trò là một người vợ, một người con trong gia đình, thì mình có thêm những cái giải pháp tốt cho từng thành viên trong gia đình nhà mình. Và đây là một cái sản phẩm mà thật sự với các anh chị là mở sẽ rất là tốt luôn. Tại vì thứ nhất là về giá thành, đúng không? Thứ hai là chất lượng sản phẩm. Em tin chắc rằng là ngay từ đầu là chị Trang đã đưa ra những cái feedback chân thật đến từ những cái khách hàng của mình. Và em tin chắc rằng là không dễ dàng gì, đúng không ạ, để mà chị có thể thuyết phục được hội đồng Shark như vậy. Thì em tin chắc là sản phẩm của chị phải có được những cái điểm mạnh khác biệt và có những cái giá trị rất là tuyệt vời khác biệt thì mới có thể là thuyết phục được hội đồng Shark như thế. Thì em tin chắc là các anh chị chúng ta sẽ em hy vọng là trong một cái tương lai gần thì có thể đồng hành hỗ trợ cùng với lại dòng sản phẩm của bên mình để mà có thể lan tỏa nhiều hơn nữa. Tại sao mà em lại là người có thể coi là lần đầu tiên, đúng không ạ, kết nối cùng với chị Trang trong chương trình 50 em, nên là em biết là chị Trang hỏi em là bắt đầu vào nội dung nào em. Thì thật sự với chị là cũng là một cái sơ suất của em. Sơ suất của em là em nghĩ rằng là chị đã biết kiểu như là đã biết chương trình 50 em rồi, đúng không ạ? Tuy nhiên thì do chị Trang mới lên, đúng không ạ, cái sự kết nối với các mentor và vào chương trình 5 em thì nó chưa được nhiều lắm, nên em hy vọng là đây là một trong những cái dòng sản phẩm rất là tốt để mà chị có thể kết nối với anh chị em mentor trong cộng đồng đại lý Dropy để mà có thể lan tỏa nhiều hơn nữa. Bởi vì rằng là có thể nói nếu về keo ong xanh thì chị là một trong những cái dòng sản phẩm mà hiện tại là duy nhất trên kệ Dropy luôn. Và chị Huế ha, cơ hội để mà chị có thể là gì ạ, chăm sóc sức khỏe chủ động cho chính bản thân chị, đúng không ạ, cho bé yêu của chị, và mình dùng chính cái câu chuyện chân thật đó để mà có thể lan tỏa. Và em cũng chắc chắn là dùng sản phẩm này và sẽ là cái người chia sẻ câu chuyện về bản thân em, bởi vì là các anh chị PDP thì có lẽ là quá quen với Độ Ánh các anh chị, bởi vì cái câu chuyện là nhiều anh chị thì cũng rất là lo lắng cho Độ Ánh các anh chị. Có nhiều anh chị là em đi du lịch là thường nhắn tin là nhớ cầm những sản phẩm để mà chăm sóc sức khỏe chủ động cho mình nhé, bởi vì là em là thường xuyên nói cái tính chất công việc là gọi là thường xuyên huấn luyện đào tạo luôn ấy, nên là có một cái người bạn rất thân với em rằng là em đã thay đổi giọng nói của em, bởi vì là do là mình đến bây giờ chắc có lẽ là mình đây là một trong những cái sản phẩm xịt mà em chắc chắn sẽ làm bạn. Thì rất là cảm ơn chị Trang. Nhưng mà chị Trang ơi, với cái liều lượng á, thì một cái người mà thường xuyên như em á, thì cái liều lượng như thế nào để mà có thể bảo vệ được cái gọi cái vòng họng của mình, cũng như là em mới lên đơn xong ạ. Trời ơi, các anh chị thấy không ạ, rất là tuyệt vời các anh chị. Dạ, Thì anh ơi, cái liều lượng nào để mà có thể em có thể phát huy tốt nhất cái giá trị được nhỉ? nếu mà anh hay nói như vậy, anh giống chị á, gia đình chị nha, mà bước ra khỏi nhà mà đi du lịch, mặc dù gia đình rất là khỏe nha, nhưng mà khi mà quên cái ông là quay trở về lấy liền, bởi vì mình biết là du lịch trên đường nó có rất nhiều trở ngại, đặc biệt là khách hàng của mình. Chị kể này là những câu chuyện của khách hàng mình nha. Cái chị đó chị tên là Phụng, chị đi Mỹ nha, chị đi Canada, chị đi Hàn Quốc, mà mỗi lần chị đi chị đều đặt cái ông. Có hôm chị quên, chị đang đứng ở sân bay Tân Sơn Nhất mà chị gọi cho team Trang bắt đi giao tận nơi đó, có nghĩa là họ đi rồi họ mới có. Thì đối với anh á, thì chị đề nghị Khánh á, là em luôn luôn bỏ cái chai này trong trong giỏ để em xịt khi mà em nói chuyện á, để em xịt xong em có một thêm một cái viên nữa một ngày á, em uống thêm, em cắn. Nếu mà em là cái người không có sợ đắng, này nó không đắng lắm mà nó hơi hơi thôi, đắng hơi the cây cây, thì em ngậm vô luôn. Ví dụ như em xịt cái này xong rồi tối về em cắn một hai viên em ngậm nữa thì tuyệt vời, nghĩa là em sẽ được bảo vệ khá là ổn á. Còn nếu mà giả sử như mà em đi bị nhiễm vi khuẩn virus gì mà nó thuộc cái dạng là nặng á, kiểu như thì em uống chỉ 12 viên một ngày luôn là em sẽ mau hết. Chị là nhân viên của ngân hàng SBC, là một hàng rất là lớn nha. Thì chị sếp của chị sau khi chị nghỉ làm khoảng 5-10 năm luôn rồi đó, thì chị đó chị bị đang training mà chị tắt tiếng ngay tại hội trường luôn, không nói được luôn, luôn. Thế là bà nhắn tin cho chị, thế thế là chị mới cho người ship tới. Thì bà xịt trong khoảng chừng 15 20 phút vậy đó, chị quay trở lại training lại được. Cái chị nói ê cái này được á. Thì đó là một trong những câu chuyện của người nói nhiều. Cảm ơn anh nha. Hy vọng là hỗ Ok chị trợ được Trang, anh. trong cái profile của chị Trang thì có nói đến dầu thực vật cải lân ấy. Thì em đọc cái đó em rất là ấn tượng, bởi vì là em đã có nghĩa là thật ra trước đây thì em làm báo chí, phóng viên biên tập viên của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Ninh, thì cái dầu thực vật cải lân đúng không ạ, thì ở ngay cái chân cầu Bãi Cháy thôi, thì em đã có nhiều cái cơ hội được làm việc, hay nói chính xác là được viết bài và làm phóng sự cho dầu thực vật cải lân. Thì khi mà đọc cái profile cá nhân của chị Trang thì cảm nhận thấy là có một cái điểm kết nối gì đó, và khi mà nhìn thấy chị Trang ở trên hình ảnh banner của chương trình Shark Tank thì thấy là cảm nhận thấy là rất là tuyệt vời và rất là tự hào khi mình có cái cơ hội được được giao lưu và làm việc với chị Trang. Thì hy vọng là em cũng sẽ là một trong những
gọi là cái câu chuyện chân thực nhất về cái việc là mình đã bảo vệ đúng không ạ, cái hệ hô hấp, gọi là cái vòng họng, cũng như là cải thiện được cái vấn đề về giọng nói của mình khi mà dùng sản phẩm của bên mình như thế nào. Thì hy vọng là sẽ có những cái buổi chương trình năm em tiếp theo để mà chia sẻ những cái feedback của anh chị em trong team mình đã sử dụng cái dòng sản phẩm này, và đây là một trong những cái dòng sản phẩm mà anh tin chắc rằng là một cái sản phẩm mở phễu rất là tốt, bởi vì đa phần anh chị em ở trong này thì đều có đúng không ạ, đều là mẹ bỉm này đúng không ạ, đều có các con đúng không ạ, đều gặp phải vấn đề là có khi mẹ quát con nhiều quá mẹ cũng đau họng các anh chị đúng không ạ. Ok rồi, thế thì không biết là anh chị em nào ở trong team của mình còn có cái câu hỏi muốn được lại giao lưu với lại chị Trang không, thì đây là một cái cơ hội rất là tốt để mà các anh chị có thể là đặt cái câu hỏi. Thì cũng hy vọng là chị Trang có thể giúp em cái phần thông tin của sản phẩm ha, để mà bên team có thể nghiên cứu nhiều hơn. Anh chị em nào mà mình xây dựng mình với tầm chuyên gia, với cái dòng sản phẩm là chăm sóc sức khỏe chủ động cho mẹ và bé ấy, thì đây là dòng sản phẩm mà giúp các anh chị có thể là kết nối, mở phễu cũng như là trao giá trị đến với khách hàng của mình ha các anh chị đúng không ạ. Thì chị Trang không biết là hiện nay thì bên mình đã có một cái nhóm Zalo tư vấn riêng chưa chị nhỉ, thì chị có thể là nhờ bộ phận hỗ trợ của bên mình gửi gửi cho em được không, hoặc là gửi với ban ekip để bên em có thể là truyền thông về cho các anh chị, và những cái chương trình huấn luyện đào tạo nào của bên mình đúng không ạ, thì để các anh chị em có thể là đồng hành cũng như là lấy được những cái feedback, những cái thông tin về sản phẩm nhiều hơn nữa để mà có thể là tự tin nghiên cứu sản phẩm và lan tỏa chia sẻ dòng sản phẩm này chị Trang ha. Bên bên chị đã có một cái group Zalo á, bên bên Trang đã phân công cho khoảng 6 bạn nhân viên để mà chăm sóc kỹ cái hệ thống Shopee của mình luôn. Nên sau cái hôm nay á, thì Trang rất là mong muốn được mời các anh chị tham gia vào trong group, để có ví dụ như là bạn 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 Huế mới lên đơn xong á, ví dụ như mà bán khách hàng lỡ mà giữa giữa chừng cái không có một cái gì thắc mắc thì bạn nhắn lên liền bên Trang giải quyết ngay lập tức nha. Rồi bởi vì đây cũng là cái nhóm đầu tiên mà Trang tham gia nên Trang rất là biết ơn các anh chị luôn. Trang mong là các anh chị cũng mình cũng thận trọng vậy nè, tại vì khi mà Trang bán ở ngoài những cái kênh lớn, Trang đều khuyên các bạn như nào là bán trước một hai người và các bạn sử dụng xong các bạn hãy lưu số điện thoại người đó lại và hỏi xem họ dùng tốt hay không thì hãy bán tiếp. Thì rất là may là trong 5 năm qua, 4 năm qua thì doanh số JCB tăng lên vượt bậc luôn. Chị Trang chỉ nhắm vào những cái khách lớn thôi, Trang chưa có mở rộng thị trường luôn, chưa có thể làm gì thị trường luôn á, thì đã là bán khá là tốt. Và đặc biệt trong mùa dịch các anh chị biết không, cháy hàng. Trang nợ những nhà Trang nợ những cái đại lý Trang một đơn hàng 20 tỷ 10 tỷ là chuyện bình thường luôn, bởi vì là trong đợt dịch người ta ho nhiều và không có một cái sản phẩm nào giải quyết được chuyện đó hết. Và ở Brazil họ có một thí nghiệm lâm sàng về dịch Covid, nghĩa là khi mà bệnh nhân được dùng keo ong thì họ sẽ xuất viện sau 5 ngày hoặc là 6 ngày, còn những bệnh nhân mà không dùng keo ong thì họ có triệu chứng nặng như suy hô hấp và phải điều trị nặng thì có tới mười mấy mấy chục ngày rồi. Thì đó là một trong những cái đề tài mà được một cái bệnh viện ở Mỹ và một cái bệnh viện ở Brazil kết hợp với nhau để nghiên cứu. Thì đó là cách mà bên Giang vẫn tìm hiểu, vẫn tư vấn cho khách hàng. Thì các anh chị cũng vậy, các anh chị bán cho một vài các khách hàng xong các anh chị nhớ hỏi, thì nếu trường hợp mà không hiệu quả thì mình feedback lại ngay, hoặc là khi không hiệu quả các anh chị đi, nó có sẽ có những cái hướng sau đấy là sử dụng không đúng cách cũng là một cái nha anh chị. Nghĩa là đôi lúc mà xịt họng xong cái đi uống nước, cho có những vị khách nó gọi điện thoại tới mà Trang là người tiếp trực tiếp luôn thì lo lắng vô cùng luôn. Anh nói là tôi xịt rất là nhiều luôn mà tại sao không hết, trong khi bạn tôi khen quá trời khen. Thì cuối cùng anh nói ra là anh mỗi lần xịt là uống nước, thì đó là cái sử dụng sai. Hoặc là khi đã viêm họng rất là nặng rồi mà cứ xịt có một lần trong ngày thì không có thuốc tiên là nó hết được hết, bởi vì sản phẩm này cái hàm lượng nó vừa phải và nó rất là tự nhiên nên phải xịt liên tục. Đó là một trong những cái anh chị lưu ý giúp Trang nha. Rồi về thành phần sản phẩm thì các anh chị Trang sẽ gửi trong cái slide Trang giới thiệu vừa rồi, nó rất là đầy đủ. Tuy nhiên là Trang sẽ gửi lại cho anh cũng phải đưa lại cho các anh chị, và thậm chí Trang có một cái hồ sơ, một cái file khác nữa nó ngắn gọn hơn nữa, các anh chị cứ mà nhớ quên tới đâu các anh chị đem ra. Nhưng mà các anh chị ngày hôm nay phải nhớ Trang là keo ong nó là kháng sinh thực vật nha, kháng sinh tự nhiên, kháng sinh từ thực vật đó, và nó là kháng sinh dạng rộng, phổ rộng luôn. Nên đôi lúc đó mà điều trị đúng mục tiêu đó, ví dụ là các anh chị đang bị một cái bệnh gì mà nó nặng mà các anh chị dùng keo ong để điều trị bệnh đó không thì nó không thể, bởi vì sao, nó không có đủ cái hàm lượng cao để nó điều trị đúng mục tiêu. Nghĩa là trong trong y trong y học nó có một cái khái niệm là điều trị đúng mục tiêu á, thì lúc đó là bác sĩ không phải dùng thuốc. Nhưng mà trong những cái bệnh thông thường thì các anh chị dùng keo ong nó rất là hiệu quả, nó hỗ trợ rất là tốt, bởi vì nó không tạo ra để giống như con người ta là nhắm vô cái bệnh đó, nó tạo ra để bảo vệ chung nên có rất nhiều hợp chất, và những cái hợp chất đó nó không sẽ không có đủ lượng. Nên tại sao khi các anh chị nói là mình bệnh nặng á, thì các em muốn anh chị tăng liều là vậy đó, tăng liều để cho nó có đủ cái hàm lượng của cái chất đó, chứ cái ông nó là một cái kháng sinh tự nhiên mà không có con người nào tạo ra được luôn các anh chị.
thậm chí không có một loài động vật nào khác tạo ra được luôn, không có một loài thực vật nào tạo ra được hết, bởi vì con ong nó đi thu thập mà nó hàng tỷ con ong nó bay khắp nơi, mình không biết ta làm điều đó luôn các anh chị. Nên chúng ta cảm ơn con ong vậy nè. Chăng lại đây tại sao em thích nuôi ong, tại sao em thích làm ngành ong, bởi vì ong là bảo vệ môi trường cực kỳ tốt, và nếu mà loài ong nó chết đi thì trong con người chúng ta sẽ lâm vào cảnh ra đói nè, có thể là chúng ta sẽ đến nguy cơ diệt vong theo như nhà bác học Einstein đã từng nói ha. Thì với cái ngành nuôi ong của Trang, tự nhiên Trang được làm cái nghề này các anh chị, có nghĩa là đi tới đâu thì mọi người ủng hộ mình, là bởi vì mình tạo ra cái sự cân bằng trong sinh thái. Còn ong nó thụ phấn nha, một năm nó thụ phấn trên thế giới mình là khoảng gần một, người ta tính nổi cái khả năng thụ phấn của nó thôi thì nó khoảng là khoảng mấy trăm tỷ USD các anh chị, nó nhiều như vậy nha. Nên nên khi các anh chị sử dụng sản phẩm ong á, mà mình ủng hộ cho sản phẩm thì nó cũng là một cái yếu tố khích lệ người ong mà phát triển á. Và các anh chị cũng hay hỏi là ủa nuôi ong thì bóc lột con ong quá, các anh chị hiểu lầm nha, nuôi ong không có bóc lột con ong đâu, mà cái quá trình nuôi ong các chị biết đó là sự cộng sinh giữa người và ong. Ví dụ con ong nó đói thì mình buộc phải chăm sóc nó, phải cho nó ăn đó, cho nó ăn ở đây là ăn những cái mà nó cần, ví dụ như là những cái mật ong của mùa trước nó thu hoạch được à, hay là phấn hoa hay là những cái đó, rồi à, khi mà nó bị giông bão tới thì mình phải di chuyển nó, phải bảo vệ nó. Thì nếu mà các anh chị hiểu sâu về ngành ong, các anh chị thấy đó là sự cộng sinh rất là công bằng và nhân văn, chứ mình không có bóc lột. Khi mà ong nó bị dư mật ong thì mình mới lấy, chứ mình không lấy khi nó thiếu mật ong được, đó là nguyên tắc luôn. Tại khi mình lấy nó thiếu mật ong nó sẽ chết, chết thì mình lỗ. Dạ, nói chung là nó rất là cộng sinh. Dạ. Cảm ơn chị Trang rất là nhiều. Thì các anh chị à, Thanh Minh cũng lên đơn, mở phễu chị Nhụ cũng lên đơn. Cảm ơn các anh chị đã tin tưởng dòng sản phẩm, và các anh chị đúng không ạ, nguyện vọng của chị Trang cũng là mong muốn Dropy sẽ là một cái cánh tay nối dài để mà dòng sản phẩm này có thể là diện được chăm sóc sức khỏe cho đến nhiều thành viên gia đình. Thì các anh chị chúng ta có thể là cùng cùng nhau mở bích được không ạ? Gửi lời cảm ơn tới chú ong chăm chỉ của chúng ta, và chúng ta hãy cũng là những chú ong chăm chỉ đúng không ạ? Khởi đầu một ngày mới các anh chị. Khởi đầu một ngày mới là gì ạ? Cùng nhau lan tỏa dòng sản phẩm chất lượng các anh chị nhé.